Bảo Ly rất vui khi được gặp lại các bạn trong một bộ truyện có tên Bị bán làm dâu xứ người của tác giả Tâm Từng. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Cánh cửa phòng hở ra, một người đàn ông tây lai đang đứng đợi sẵn. Anh ta tay cầm ly rượu vang. Thấy Kiều bước vào, anh ta nhìn cô từ đầu đến chân rồi suýt xoa khen: "Em tới rồi à, nhìn em ở ngoài đẹp hơn trong ảnh rất là nhiều." Kiều cười nhẹ: "Tài khoản của tôi còn chưa nảy kìa." "Đây đây, anh quên mất." Người đàn ông lấy điện thoại ra bấm bấm. Một phút sau, điện thoại của cô kêu tinh tinh. Kiều cầm điện thoại lên, cô gật đầu. Với kinh nghiệm làm tỉnh bậc nhất, chỉ với 15 phút cô đã khiến anh đê mê và đổ như chuối. Sau việc cô đứng dậy: "Tôi đi tắm rồi về đây." Anh ta còn chưa hết cơn phê, nắm tay cô kéo lại: "Ở với anh chút nữa, mình làm thêm lần nữa đi." "Được thôi, lượt về tôi thấy anh đẹp trai và chơi đẹp, tôi tính rẻ thôi, 100 triệu. Ok, thì chuyển khoản luôn." Người đàn ông đó không hận hại, anh ta gật đầu luôn, lập tức với lấy điện thoại và bấm tít tít. Kiều cầm điện thoại thấy tài khoản của mình này, cô để điện thoại xuống bàn và quay lại giường với anh ta. Bỏ 300 triệu để tình một đêm với người đẹp, người đàn ông đó không hề thấy tiếc nuối. Lúc về, anh ta còn lưu luyến mãi. Anh ngỏ ý mời Kiều đi ăn, nhưng cô từ chối. Nguyên tắc của cô rất rõ ràng: không chủ động liên lạc hay đi chơi với khách, không tiếp khách đã có vợ, không quan hệ tập thể, không thổi kèn, và tuyệt đối khách không được cắn, cấu cô. Tại quán cà phê VIP trá hình, chị Tú đang thương lượng với khách. "Dạ, anh muốn em Kiều ạ, nhưng anh đã biết nguyên tắc của em Kiều chứ ạ?" Chị Tú có vẻ hài lòng: "Dạ vâng, để em báo với em Kiều." Chàng thằng ngồi hàng phút: "Lại khách muốn đi với con Kiều à?" "Ừ, sao con Kiều nó đắt khách thế nhỉ, chẳng bù cho em mô mèo từ đầu tháng tới giờ." Chị Tú quay ra chửi Trang xối xả: "Mày ngu lắm con ạ, mày cũng đẹp, như sao không có khách, còn nó thì ngày nào cũng có người gọi tới, mặc dù nó đặt ra bao nhiêu nguyên tắc mà người ta vẫn muốn ngủ với nó đấy." "Em làm sao mà biết được, em chịu khách hết nốc luôn, khách muốn gì được đấy mà." "Đồ ngu, cái căn bản là nó làm tình giỏi nên khách nó thích, còn cái loại mày thì vứt." Trang bím chặt môi: "Lúc nào cũng Kiều, 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 sẽ có ngày con Kiều sẽ thất bại thảm hại dưới tay con Trang này." Tú gọi cho Kiều: "Alo, em nghe. Chị bảo này, có một khách VIP ok tất cả những nguyên tắc của em đấy. Anh ta chịu chi thêm 100 là tròn 300 củ đấy. Một đêm với anh ta, em có 300 củ nhá. Đúng là hốt bà." "Em không cần thêm, 200 là 200. Anh ta chịu chi thêm, chưa có ý định gì à? Chị cứ nói thẳng ra." "Anh ta muốn em thổi kèn cho anh ta, 100 củ đấy, chị nghĩ em chịu khó vài phút là xong mà." "Không, chị hủy giao dịch giúp em." Chưa để Tú kịp nói gì, Kiều sập máy luôn. "Alo, Kiều, Kiều à?" Chàng hỏi: "Sao thế chị?" "Nó bảo hủy giao dịch rồi sập máy luôn. Tao chưa thấy ai chảnh chó như nó. Thổi kèn vài phút, đổi thêm 100 củ mà nó không làm." Chàng bật dậy, mắt hớn hở: "Vậy chị bảo anh ta đi với em đi, em sẽ thổi kèn và làm tất cả những gì anh ta muốn, em lấy rẻ như cho luôn." Tú bĩu môi: "Mời đi con, khách nó lại không thèm cái mặt mày, mày có cho không nó cũng không thèm ấy, nhục nhã chưa?" Chàng lại càng tức, mặc dù Chàng rất cố gắng chiều khách, vậy mà vẫn thua Kiều. Cả tháng Chàng không kiếm được khách VIP nào mà loanh quanh với mấy khách bỉ dân nên chỉ đủ ăn. Còn Kiều thì khác, Kiều luôn được khách VIP chọn nên mỗi tháng chưa cần đi phải khách là đã kiếm cả tỷ bạc. Kiều mua chung cư hạng sang và sống cùng một người bạn tính lẩm thì ít nói, và hầu như Kiều không chơi với bất cứ ai. Hàng ngày cô chỉ ăn và ngủ, chả quan tâm tới bất cứ điều gì. Hân nướng thịt thơm nước mũi: "Kiều ơi, dậy ăn đi, ngon lắm." Kiều ngồi dậy: "Ngon quá, mày về khi nào mà tao không biết vậy? Tao về một lúc rồi, mày ngủ như chết ấy thì biết sao được." "Thế mày đi đi làm ở đâu chưa?" "Tao chưa, thằng bổ tao không cho đi, nên chưa mát, tao cứ ở nhà chơi thôi." Kiều nhăn mặt: "Con gái có thì mày không lo mà kiếm ít tiền phòng thân đi,
cứ lông bông đến bao giờ nữa. Với lại không tin vào mấy lời đường mật của mấy thằng đàn ông được đâu. Tao cũng biết là vậy. Thôi để tao từ từ tính. Ăn đi, không nguội hết bây giờ. Cuối tuần này mày có về thăm con này không? Cho tao về cùng với, tao nhớ nó quá. Hân buồn bã. Có, mà mỗi lần về nó cứ theo bố nó, không theo tao. Nghĩ mà tủi thân lắm. Thì Cubin nó ở với bố nó từ bé mà. Mày phải về thăm nó thường xuyên hơn và mua nhiều đồ cho nó, gần gũi nó thì nó mới theo chứ. Hay là mày đưa nó về nuôi đi, có gì tao hỗ trợ cho. Mẹ con mày cứ ở đây với tao, không phải lo gì cả. Không, không được đâu. Thằng bổ tao không đồng ý cho tao mang con riêng lên đây đâu. Lão bảo nếu không nghe lời lão thì lão bỏ tao luôn. Mày đúng là điên rồi. Còn mình thì không lo, suốt ngày đi hầu hạ chú nó. Tiền thì chẳng có, mày cứ sống như thế này thì không ổn đâu. Hân biết mỉ sai nên ngồi im không nói gì nữa. Tao đây không thèm tin vào bọn đàn ông đâu, cứ sống một mình cho khỏe người. Hân có điện thoại, nghe điện xong Hân vội vàng đứng dậy. Tao phải về đón thằng Bin đây, bố nó sắp lấy vợ mới rồi. Nó bảo tao về mang thằng Bin đi kìa. Thế để tao đưa mày về đón Bin lên đây nhé. Tưởng hãy đón cô Bin lên, Hân vẫn đi với người tỉnh suốt để việc chăm sóc cô Bin do Kiều đảm nhận. Kiều vốn luôn coi Bin là con của mình nên cô rất yêu quý cô Bin, và cũng chính cô Bin là người sau này sẽ thay đổi cuộc đời cô. Hân trở về nhà rất muộn, cô say mềm mùi rượu nồng nặc. Cô Bin ngủ rồi à? Cô Bin ngủ lâu rồi mà sao mày về muộn thế? Uống ít rượu thôi, hại người lắm, có bổ béo gì đâu. Hân ngủ không biết gì luôn, còn chưa kịp thay quần áo. Sáng dậy, Hân rụi rụi mắt. Ơ, tao về nhà lúc nào vậy mày? Mày về đêm qua, từ giờ uống ít thôi. Hôm nào cũng về muộn, lại say mềm. Mày không nghĩ đến thằng Bin à? Nó cần mẹ hơn ai hết, mày có hiểu không? Kiểu nói thì Hân cứ ầm ừ, nhưng đâu lại vào đấy. Rồi trong một lần say rượu, Hân đi xe máy bị tai nạn rồi qua đời, để lại cô Bin cho Kiểu nuôi. Lúc đó cô Bin mới tròn 4 tuổi, và từ đó Kiều trở thành người mẹ duy nhất của Bin. Từ khi Hân chết, Kiều đi khách về sớm hơn, cô thuê một dì giúp việc để chăm sóc và đưa đón cô Bin. Cô tự hứa với bản thân rằng cô sẽ làm gái một vài năm nữa để tiết kiệm tiền, sau này lo cho cô Bin có một cuộc sống tốt hơn. 11 giờ đêm, Kiều trở về từ khách sạn, về đến chung cư Kiều Khảo Tuấn, một người đàn ông mới chuyển đến. Tuấn thấy Kiều xinh đẹp lại hay đi về muộn, anh để ý mấy ngày rồi mới lần là làm quen. Chào cô gái xinh đẹp, sao hôm nào cũng thấy em về muộn vậy? Kiều quay lại nhìn Tuấn, sớm hay muộn thì liên quan gì tới anh? Tại anh thấy em rất xinh, nhưng lại cứ đi đi về về có một mình. Thế bạn trai em đâu, sao để em cô đơn vậy? Kiều cười nhạt, tôi không cô đơn, tôi còn có con trai đang đợi ở nhà, chào anh. Kiều quay đi luôn, Tuấn lại càng tò mò. Hôm sau, Tuấn đến gõ cửa nhà Kiều, dì giúp việc sau mở cửa, Tuấn lời là hỏi chuyện và được biết Kiều chưa có chồng, hiện đang nuôi con trai. Từ đó, Tuấn đến nhà Kiều chơi thường xuyên hơn, nhưng đều bị Kiều đuổi, cứ những lời hết sức khó nghe. Em làm gì khó khăn vậy? Vì là hàng xóm mà, rảnh anh qua chơi với cô Bin một lát mà. Cô Bin đi học rồi, lúc khác anh sang chơi vậy. Anh khát nước quá, cho anh vào uống cốc nước đi. Cuối cùng Kiều cũng phải chịu thua cái độ lì của Tuấn, cô đành để Tuấn vào nhà. Tuấn ngồi uống nước và tự giới thiệu. Anh là Tuấn, mới chuyển về đây sống. Anh làm việc ở CDC, năm nay anh 30 tuổi, còn em? Kiều bình thản trả lời Tuấn. Tôi là Kiều, 26 tuổi, tôi làm gái. Tuấn đang uống hộp nước, liền phun ra luôn. Em vui tính quá, người như em mà làm gái, ai mà tin nổi. Kiều vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nói thật, tôi làm gái 3 năm rồi. Tuấn khi biết Kiều làm gái, anh thất vọng vô cùng. Vậy là ngọn lửa trong tim anh mới bùng dậy thì bị dội khám nước lạnh và tát ngúm. Tuấn trở về nhà, anh nghĩ mình nên quên chuyện này đi, không nên nghĩ về Kiều nữa. Tuấn càng cố quên thì hình ảnh Kiều lại xuất hiện trong đầu nhiều hơn. Hôm đó anh uống say và đến gõ cửa nhà Kiều. Kiều mở cửa, thấy Tuấn say mềm rồi. Anh say quá rồi, không vào nhà ngủ, còn qua đây làm gì? Tuấn nhìn Kiều cười nhạo. Ngủ với tôi một đêm,
tôi sẽ cho cô nhiều tiền. Vừa nói, Tuấn vừa móc trong túi ra một xấp tiền. Kiều điên máu lên, cầm tiền ném vào Hà Tuấn. Anh tưởng cứ có tiền là ngủ với tôi được sao? Anh nhầm rồi, muốn ngủ với tôi cần có tư cách và lý lịch tốt nữa đấy. Anh chưa đủ tư cách đâu, giờ thì cút luôn và ngay đi. Tuấn càng cười hạm hạn. Đã làm gái còn nói chuyện tư cách ư? Làm gái mà chết tiền ư? Thôi đừng giả tạo nữa. Kiều sôi máu lên và đánh cho Tuấn một trận như tử. Sáng dậy tỉnh rượu, Tuấn không nhớ gì cả, chỉ thấy ê ẩm khóc người và hai mắt bị sưng tím bầm. Mãi lâu sau, Tuấn mới nhớ ra mọi chuyện và bắt đầu thấy Kiều thú vị. Tuấn bắt đầu có suy nghĩ lôi Kiều ra khỏi con đường tam tối ấy. Tuấn cứ liềm hạt ở nhà Kiều, quan tâm chăm sóc cô và cô Bin. Thời gian này, dì giúp việc lại về quê, để việc nhà cửa cơm nước, đưa đón cô Bin do Tuấn đảm nhiệm. Lửa khẩn rơm lâu ngày cũng bén, cuối cùng Tuấn cũng chờ được cái ngày Kiều đồng ý là bạn gái của mình. Và con đường hoàn lương của Kiều bắt đầu, cô thay số điện thoại, cắt đứt với chị Tú và cô mở một spa nhỏ làm ăn trong sạch. Kiều quyết tâm làm lại cuộc đời để cô Bin sau này đi học sẽ không phải cảm thấy xấu hổ phỉ mẹ mình. Tuấn và Kiều quyết định kết hôn, Tuấn vui mừng lắm. Anh đưa Kiều về quê ra mắt, gia đình mới gặp nhưng bố mẹ Tuấn khá dễ tính và họ đồng ý để Tuấn cưới Kiều, mặc dù biết Kiều đã có một đứa con. Bố mẹ Tuấn còn rất thương Kiều vì cô mồ côi từ nhỏ đã phải sống một mình nên Kiều thấy rất vui mừng. Cô không nghĩ có ngày cuộc đời cô lại tươi sáng đến vậy. Mặc dù Bin không phải con Kiều đẻ ra, nhưng Kiều đã hứa với Hân sẽ chăm sóc và lo cho cô Bin. Vì thế đối với cô Bin chính là con của mình. Bố mẹ Tuấn ở quê nhưng cũng rất khá giả, nên đám cưới của Tuấn tổ chức rất to, mời cả làng. Trong lúc Tuấn và Kiều đi chút rượu mọi người, thì Kiều bỗng tím mặt lại, cô làm rơi ly rượu. Trước mặt cô là người chú ruột của Tuấn, cũng chính là một trong những người khách của cô trước kia. Ông chú đó nhận ra Kiều, ông ta ngơ ngác. Kiều, là Kiều đúng không? Kiều hốt hoảng lắc đầu. Không, không. Kiều bỏ chạy vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại, cô muốn chạy trốn tất cả. Tuấn chạy vào gọi Kiều, nhưng nhất định Kiều không chịu mở cửa. Tuấn ra gọi ông chú của mình vào phòng nói chuyện. Ông chú vỗ vai Tuấn. Hóa ra là em Kiều đó, mà sao cháu lại cưới nó? Cháu có biết ngày trước nó làm gái không hả? Tuấn quát, chú im đi, đó là chuyện quá khứ rồi. Cháu làm gì mà quát chú thế, nhưng chú phải công nhận rằng Kiều rất đẹp, làm tình rất giỏi. Bốp, bốp. Tuấn đấm ông chú hộc máu mồm, anh túm cổ áo ông chú trợn mắt nói. Đó là chuyện của quá khứ rồi và nó chấm dứt tại đây. Nếu chú mà nói ra với ai thì chính tay cháu sẽ giết chú. Đêm tân hôn đáng lẽ ra phải là đêm lãng mạn và ngọt ngào nhất của cô dâu và chú rể. Nhưng với Kiều thì không, bởi vì cô đã rất bất an. Đợi cô sẽ ra sao khi ông chủ Kiều của Tuấn nói ra mọi chuyện. Cứ nghĩ thế thôi là nước mắt cô tuôn rơi. Tuấn ôm Kiều vào lòng, anh hôn lên trán và động viên cô. Đừng lo, có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cả đêm đó, Kiều nằm im trong phòng tay Tuấn. Sáng tỉnh dậy, Kiều vội vàng thay đồ rồi đi xuống nhà phụ mẹ và cô em chồng nấu ăn dọn dẹp. Kiều thấy mọi người vẫn rất bình thường, không có gì khác lạ, cô thấy yên tâm hơn một chút. Một tuần sống ở nhà bố mẹ chồng trôi qua, mọi chuyện rất êm đềm. Bố mẹ chồng cô thương cô lắm, cả đứa em chồng nữa, cả ngày cứ rủ dê cô đi ăn, đi mua sắm. Bố mẹ chồng lại cho tiền và khích lệ cô đi. Họ càng tốt với cô bao nhiêu thì cô lại càng sợ tới ngày họ biết về quá khứ của cô thì họ lại càng thất vọng bấy nhiêu. Sau một tuần, Kiều và Tuấn lên thành phố để tiếp tục công việc. Rồi Tuấn được thăng chức nên công việc bận bịu hơn. Còn Kiều cũng bận việc ở spa nhiều hơn. Nhưng hai vợ chồng vẫn luôn dành thời gian cùng nhau đưa cô Bin đi ăn đi chơi. Tình cảm vợ chồng lúc nào cũng tham thiết. Cho tới một ngày kia, Kiều nhận được tin nhắn của ông chú. Kiều à, mình gặp nhau đi, anh có việc muốn bàn với em. Kiều biết là nếu không gặp thì không xong với ông chú đó, nên cô đồng ý gặp. Ông chú đó nhìn thấy Kiều đã nuốt nước bọt ửng ửng. Kiều à, anh thật sự rất nhớ em. Sau đêm đó, anh rất muốn liên lạc với em mà không thể liên lạc được. Anh không nghĩ lại có một ngày
được gặp lại em. Vừa nói, chú vừa ôm chầm lấy Kiều. Chú buông ra đi. Kiều đẩy ông chú ra, cô khóc. Cháu xin chú, chuyện qua rồi, xin chú đừng nhắc lại nữa. Cháu xin chú đấy, giờ cháu là cháu dâu của chú rồi. Xin chú hãy để bà Tuấn mà giúp cháu được không? Ông chú nhìn vẻ mặt lo lắng của Kiều. Được, chú hứa sẽ không nói ra. Nhưng Kiều hãy đi khách sạn với chú thêm một lần nữa, coi như là trao đổi. Từ nay về sau, chú sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện này nữa. Kiều trở về mà như người mất hồn. Ông chú cho Kiều 3 ngày suy nghĩ. Nếu sau 3 ngày mà Kiều không quyết định thì ông ấy sẽ nói ra cho bố mẹ chồng cô biết. Kiều suy nghĩ mãi, rồi nếu cô không đi thì ông ta nói với bố mẹ chồng cô thì cuộc đời cô coi như xong. Dù gì cô cũng đã ngủ với ông ta một lần rồi, dù ngủ thêm lần nữa thì có sao. Vậy là cô thẳng lưỡi, nỗi lần cuối vậy. Thế là hôm đó Kiều để ông ta giải vò lên thân xác của mình. Mấy lần liên tiếp, cuối cùng ông ta cũng tha cho cô. Kiều trở về trong tủi nhục. Mọi chuyện yên ấm được một thời gian, ông ta lại tiếp tục nhắn tin đe dọa Kiều và bắt Kiều phải chịu ông ta. Kiều không chịu thì ông ta dọa sẽ nói ra hết tất cả. Kiều suy nghĩ nhiều quá dẫn đến trầm cảm. Đã có lần cô viết đơn ly hôn và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Và rồi từ Tuấn động viên, Kiều đã quyết định cùng Tuấn về quê nói hết sự thật cho bố mẹ Tuấn biết. Sau khi biết Kiều từ làm gái và đã có quan hệ với chú ruột thì bố anh ngồi lặng im hút thuốc, còn mẹ Tuấn thì xông lại tát Tuấn tới tấp. Bà Khánh vừa khóc vừa chửi: cái thằng ngu này, mẹ ăn gì mà ngu hết phần thiên hạ thế hả con? Ở đây thiếu gì con gái nhà lành mà mày không lấy, mày lại đâm vào lấy một con đĩ con phò về làm vợ hả? Tuấn quỳ xuống xin mẹ: con xin mẹ, cuộc đời đâu có ai là hoàn hảo, là không mắc sai lầm đâu. Con xin mẹ hãy cho Kiều một cơ hội mẹ nhé. Bà Khánh nhất quyết không đồng ý, Tuấn phải dọa bỏ nhà ra đi thì mẹ Tuấn mới đồng ý bỏ qua cho Kiều. Trước mặt Tuấn bà không nói gì, nhưng trong mắt bà, Kiều đã mang một vết nhơ không thể nào xóa bỏ được. Từ khi biết sự thật, bà Khánh và Kiều không nói chuyện với nhau. Kiều chào bà cũng không trả lời và bắt đầu để ý và so mò cô từng tí một. Ngày trước bà quý Cubin bao nhiêu thì giờ bà ghét Cubin như bát nước đổ đi. Và bà Khánh cho rằng Cubin là sản phẩm của những ngày làm gái của Kiều. Kiều biết mình có điểm yếu nên cố gắng lấy lòng mẹ chồng. Nhưng hỉ như cô càng cố gắng thì mẹ chồng cô càng ghét bỏ cô hơn. Rồi cô em chồng vào đại học và lên nhà Kiều ở cho tiện việc đi học. Bà Khánh cô lên ở cùng luôn. Cuộc sống của Kiều bắt đầu xáo trộn. Dạo này Tuấn bận nhiều việc nên đi sớm về muộn. Tuấn đi làm về với tâm trạng mệt mỏi nên Kiều không muốn tạo thêm áp lực cho chồng. Cô cố gắng vui vẻ tình cảm với mẹ chồng để gia đình được yên ấm. Mẹ Tuấn vốn sạch sẽ nên bà không yên tâm để người giúp việc làm nên Kiều cho dì giúp việc nghỉ. Cô nghĩ đơn giản là mẹ chồng cô ở nhà, lại có cô và cô em chồng phụ giúp thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng. Nhưng Kiều đã sai. Tất cả mọi việc từ chợ búa cơm nước dọn dẹp Kiều phải làm hết. Bà Khánh không đậu chân đậu tay vào việc gì cả. Thì thoảng bà có mang quần áo bỏ vào máy giặt, nhưng lại bớt lại quần áo của cô và Cubin. Hoặc nếu Kiều mang quần áo đi giặt chiều bà ở nhà thì bà chỉ cất quần áo của bà và của con trai con gái bà, chứ không cất cho cô. Sáng nay Kiều thấy mệt nên 6 giờ mới dậy. Cô không kịp làm đồ ăn sáng nên ra đầu ngõ mua phở về để cho cô em kịp ăn rồi đi học. Nhìn bát phở, bà Khánh bĩu giải cái mồm: ăn uống tạp nham thế này chẳng mấy mà ung thư dạ dày. Đã bảo sáng dậy cắm bát cơm nóng ăn cho đảm bảo sức khỏe thì ngủ trương xác ra. Rồi lát thằng Tuấn nó dậy thì trương phẩy ra còn ăn uống gì nữa. Tại hôm nay con hơi mệt nên con ngủ quên mẹ hả. Thôi hôm nay ăn tạm một bữa rồi sáng mai con lại cắm cơm nóng hả. Đứa em chồng trên khác chạy xuống: trời ơi muộn mất, sao mẹ không gọi con dậy, con không kịp ăn đâu, mẹ cho con tiền con đến cổng trường ăn. Bà Khánh moi mấy chục lẻ trong túi ra: mẹ làm gì còn tiền, còn mỗi tưởng này thôi. Rồi bà Khánh quay sang nhìn Kiều, cô lê phi ra suốt tờ 200 đưa ông Ngọc. Đã rất nhiều lần như vậy, Ngọc đều dậy muộn để không kịp ăn sáng và xin tiền như vậy. Cô không nhớ rõ thì chỉ biết mỗi tháng
khoảng gần 20 lần như thế, còn những ngày còn lại là ăn ở nhà. Bà Khánh thấy Kiều vẻ mặt buồn buồn, bà nói mỉa. Hay là cô tiếc em nó, giờ nó đi học chưa kiếm ra tiền thì người làm anh chị phải biết thương em. Mai mốt nó ra trường nó kiếm được tiền, nó lại giúp lại anh chị, đi đâu mà thiệt. Kiều cố gắng giải thích, con đâu có ý gì đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ con như vậy mà. Rồi bà Khánh lại bắt đầu hồi giảng đạo lý cho Kiều nghe. Cô nên biết thân biết phận của mình, lấy được thằng Tuấn đó là phúc bảy đời nhà cô. Cô nhìn đi, con trai tôi đẹp trai, công việc ổn định, còn bản thân cô thì sao? Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa, con xin mẹ đừng nhắc lại những chuyện đã qua được không mẹ, con đau lắm. Tuấn từ trên gác đi xuống. Có chuyện gì thế mẹ, mới sáng ra mà mẹ ồn ào thế? Bà Khánh lập tức quay ngoắt thái độ. Con à, con dậy rồi à, nào ngồi xuống ăn phở đi cho nóng, vợ con mua đấy, ăn đi rồi đi làm không muộn. À, phở bò, ngon quá. Ngon lắm, con ăn nhiều vào nhá. Cả con Kiều nữa, ra đây ngồi ăn đi, rồi con xuống cửa hàng. Nhà cửa cứ để mẹ dọn dẹp cho. Cô Bin, ra đây bà đút phở cho nhé. Tuấn mỉm cười hài lòng. Trước mặt Tuấn, bà Khánh cứ đơn đả vậy. Nhưng Tuấn đâu biết rằng hàng ngày Kiều đã phải vất vả như thế nào. Tối Ngọc về thủ thỉ với mẹ. Sắp đến sinh nhật con rồi đấy, mẹ tính thế nào thì tính. Tính về toán gì, mẹ cho 5 triệu mà mua quần áo, thì đã ok chưa công chúa? Ngọc tròn xoay mắt. Ơ, con tưởng mẹ bảo mẹ hết tiền rồi, sao lại có tiền cho con ạ? À? Bà Khánh lườm yêu cô con gái. Hết là hết thế nào, mẹ nói thế để cho nó lo cho con chứ. Ngu gì mà không moi tiền nó, đúng không con? Ngọc gật đầu lia lịa. Chỉ có mẹ của con là thông minh thôi, con yêu mẹ. Ừ, mẹ yêu con. Thế hôm sinh nhật con, mẹ bảo anh Tuấn đặt ở khách sạn nhé. Dạ, à chiều nay mẹ bảo chị Kiều làm mấy món ngon đãi bạn của con nhé. Con Linh chiều nó qua đây chơi với con ạ. À. Được rồi, con cứ bảo bạn con qua đi. Chiều Kiều đang chuẩn bị về thì bà Khánh gọi điện. Alo, cô về thì qua chợ mua ít hải sản, tối nay nhà có khách nhé. Kiều còn chưa kịp hỏi xem là ai thì bà Khánh đã dở máy. Tối, Ngọc và Linh nằm chơi trên gác, còn Kiều thì tất bật làm lẩu hải sản để tiếp bạn của Ngọc. Bà Khánh không phụ giúp thì thôi, cứ đứng chỉ tay năm ngón. Rau phải rửa 3 lần nước rồi ngâm nước muối đi, giờ người ta phun thuốc nhiều lắm. Sao tôm nhìn không tươi thế? Cua sao lại bé thế kia? Kiều không dám cãi lại vì sợ cứ nói qua nói lại, bà Khánh lại lôi quá khứ của cô ra để chỉ trích, nên cô cứ lẳng lặng cho qua. Sau một hồi chỉ tay năm ngón, bà Khánh liền gác ngồi nói chuyện với Linh Vàng Học. Mẹ biết không, bố Linh là tổng giám đốc công ty ATC đấy, còn mẹ bạn ấy là luật sư nổi tiếng. Anh trai bạn ấy là tỷ phú trẻ nhất Việt Nam đấy mẹ. Mẹ có thèm một cô con dâu như bạn ấy không ạ? À? Bà Khánh làm tay Linh suy xoa. Giá mà bác có được cô con dâu như cháu thì cả họ nhà bác đều nở mày nở mặt rồi, chứ đâu phải nhục nhã như thế này chứ. Linh là con nhà giàu và có quyền thế thật, nhưng cô lại kém sắc và hơi lùn, có 1m42, lại 60 cân, nên Linh chưa có người yêu. Linh nhìn bức ảnh của Tuấn, cô trầm trồ khen. Anh Tuấn đẹp trai thật đấy, chỉ tiếc là có vợ rồi bác nhỉ. Bà Khánh nhìn Linh dò xét. Thế nếu thằng Tuấn nhà bác nó không có vợ thì cháu có đồng ý lấy nó không? Linh hại đỏ mặt rồi mở ví lấy ra một xấp tiền 500 mới cứng. Hôm nay cháu vội nên không mua được quà tới, vậy bác cầm lấy rồi mai đi mua nhé. Bà Khánh thích lắm nhưng vẫn giả bộ. Thôi, cháu tới chơi với bác là quý lắm rồi, quả cáp cái gì hả cháu? Thôi, bác nhận cho cháu vui đi ạ. Ngọc ấn tiền vào tay mẹ. Mẹ cầm đi, cho bạn con nó thoải mái, không như bà Kiều đâu. Thế cho bác xin nhé, giờ mình xuống ăn thôi, không biết nó làm gì mà lâu thế không biết. Ngồi ăn. Bà Khánh cứ gắp cho Linh. Cháu ăn cua đi, ăn nhiều vào. Linh gắp con cua sang bát của bà Khánh. Bác ăn đi ạ, à, cháu béo lắm rồi, ăn nữa thì thành heo luôn ạ. À. Bà Khánh cứ suy xoa. Béo mới đẹp chứ, người phải có da có thịt mới nhìn có sức sống chứ. Cháu nhìn xem, chỉ tay vào Kiều, kia có giống con cỏ không? Chán đời. Có gì ngon là bà Khánh cứ gắp cho Linh và Ngọc hết. Kiều cho cô Bin ăn xong,
cô lại thì chẳng còn gì. Ai xong, họ lại kéo nhau lên gác ăn hoa quả. Minh Kiều dọn dẹp dưới bếp. Tuấn làm về, sang ôm eo Kiều. Sao hôm nay ăn muộn thế hả vợ? Dạ, có bạn cuồng học tới chơi. Thế anh ăn gì chưa? Anh ăn với khách hàng rồi. Thế sao cái ngọc nó không dọn cùng em à? Thôi, em dọn xong bây giờ mà anh lên tắm đi. Tuấn cau mặt. Lúc nào cũng bạn cái ngọc, vậy mà ăn xong còn không biết đường dọn dẹp cho chị. Lần sau thì bảo nó ra quán mà ăn nhé. Kiều thấy Tuấn nói to, cô vội vàng bịt mồm Tuấn lại. Thôi mà anh, em dọn một tí là xong, anh lên gác đi, nhanh lên. Ngọc nghe thấy thế, liền vào phòng đá thúng đụng nia, mặt phụng phịu. Bà Khánh thấy thế hỏi, con làm sao vậy, sao mà mặt phụng phịu thế? Con trai của mẹ đang xót vợ kìa, vợ rửa mấy cái bát thôi mà cũng xót, đang lào bào chửi con dưới kia kìa. Bà Khánh trợn mắt lên, lại là con Kiều nó xúi đây mà, con khốn nạn, con thảm hai. Trước mặt thì mẹ con ngọt xớt, vậy mà sau lưng thì cán trộm. Cho nó muốn tống cổ mẹ con mình ra khỏi nhà đây mà. Linh thấy vậy càng kích thêm vào. Trời đất ơi, con dâu bác tệ thế. Thôi, bác nửa bực làm gì cho mau già. Mai con qua đón Ngọc và bác qua nhà con chơi nhé. Rồi mình ra ngoài nhà hàng ăn. Thế bác muốn ăn gì nào? Bà Khánh cười tít mắt. Cháu tốt thật đấy, giá mà bác có đứa con dâu như cháu thì tốt biết mấy. Mẹ thấy chưa, giờ mới lộ bộ mặt thật của chị ta nhé. Chả hiểu sao anh Tuấn lại trên mê chết mệt chị ta thế nhỉ. Nói rồi, Ngọc quay sang nhìn Linh. Này, cậu thấy anh trai tớ sao? Linh đỏ mặt. Anh trai cậu đẹp trai có tài và tốt bụng nữa. Chỉ tiếc là có vợ rồi, mà chị ấy cũng rất xinh gái. Mà cô Bin đẹp trai giống bố thế. Ngọc sẽ nảy lên. Thảo Bin không phải con của anh Tuấn đâu. Nó là con riêng của bà Kiều đấy. Không những có con riêng mà bà ta còn từng làm gái mấy năm đấy, ngủ với cả chú mình đấy. Nói ra lại thấy nhục mà thêm. Vậy sao anh Tuấn lại lấy bà ấy? Bà ấy không xứng. Thế mới buồn chứ. Hay cậu làm chị dâu tớ đi. Linh thấy cũng ấn tượng về Tuấn rồi, nhưng vẫn giả vờ gả đi. Ai lại làm thế? Anh Tuấn mà không thích thì làm gì được chứ. Ngọc nhìn bà Khánh nhai mát. Cậu vừa có tiền vừa có quyền thì cậu làm gì trả được. Với lại có tớ và mẹ tớ ủng hộ thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, đúng không? Linh gật gù và bắt đầu để ý đến Tuấn. Một lát sau, Linh xin phép ra về. Linh bảo Ngọc gọi hộ xe taxi. Ơ, thế là xe của cậu đâu mà cậu phải bắt taxi về vậy? Nhà chú ấy có việc nên chú ấy xin phép nghỉ rồi, tớ về taxi cũng được mà. Ngọc quay sang bảo mẹ. Mẹ sao bảo anh Tuấn đưa Linh về đi mẹ, con không yên tâm để Linh đi taxi đâu. Bà Khánh đồng ý luôn. Đúng rồi, để bác bảo anh Tuấn đưa cháu về nhé, ai lại để cháu đi taxi chứ. Bà Ngọc sang hỏi Tuấn. Con mệt lắm, đi taxi cũng được mà. Bà Khánh kéo tay Tuấn ra ngoài cửa, nịnh nọt. Thôi mà con, đưa em nó về một tí, nó là bạn thân của con Ngọc, bố mẹ nó có quyền thế. Để nữa lại giúp con Ngọc tìm công việc phù hợp. Coi như con nể mẹ mà đưa nó về nhá. Tuấn thở dài buồn bực. Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi nhé. Lần sau bạn bè tụ tập ăn uống thì ra quán cho tiện. Mẹ bảo nó xuống đi, con thay quần áo rồi xuống. Trên đường đi về, Linh liên tục quay sang nhìn Tuấn. Khuôn mặt lạnh lùng ấy, nụ cười ấy khiến tim cô đập mạnh hơn bình thường. Tuấn đẹp trai có tài, tại sao lại lấy một người như Kiều? Đúng là xã hội này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà. Cứ mải mê nhìn Tuấn đến nỗi Tuấn phải cáu lên. Tới nhà rồi, xuống xe đi, chứ nhìn gì mà nhìn nhiều thế. Linh mới giật mình. Em quên mất. À, ai vào uống cốc trà rồi hãy về. Tuấn từ chối. Thôi muộn rồi, anh về đây. Linh cứ lôi tay Tuấn năn nỉ. Tuấn đã tới đây rồi thì anh vào nhà em uống cốc trà rồi hãy về. Đi mà. Vừa nói, Linh vừa lôi Tuấn vào nhà. Một mình Linh ở trong một ngôi nhà đẹp và sang trọng, nội thất trong nhà đều là đồ xịn sạch bóng. Em ở một mình à, bố mẹ em đâu? Đây là nhà riêng của em ở một mình lâu rồi ạ. Linh bê cốc trà ra. Anh uống trà đi ạ, nhà em anh là vị khách đầu tiên đó hả? Tại sao vậy? Vì đối với em, anh là người đặc biệt. Tuấn ngạc nhiên trước câu nói của Linh.
Em nói linh tinh gì vậy? Linh bất ngờ ôm Tuấn từ phía sau. Anh Tuấn, em thích anh, rất thích anh. Tuấn vội bỏ tay Linh ra. Em bị làm sao vậy? Anh có vợ có con rồi mà. Linh lại tiếp tục ôm Tuấn. Em biết, nhưng em rất thích anh. Em tự nguyện làm tình nhân của anh mà. Hãy hôn em đi. Tuấn gả tay Linh ra. Điên rồi, thôi tôi về đây. Chuyện này hãy chấm dứt tại đây. Tuấn đi ra cửa thì Linh cởi áo ra và nói. Em là gái còn trinh, anh có muốn thử xem cảm giác thế nào không? Tuấn đứng lại câu nói gái còn trinh khiến anh tò mò. Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn chưa biết mùi vị của gái còn trinh nó như thế nào. Tuấn quay lại nhìn Linh. Linh có lùn mà không được xinh thật, nhưng người mũm mĩm, ngực bự mông cong, nhìn rất đễ đà. Linh tiến lại gần Tuấn, bắt đầu hôn Tuấn và tay cô bắt đầu cởi cúc áo của Tuấn ra. Tuấn bắt đầu không làm chủ được bản thân và anh lao vào hôn Linh. Tuấn nhấc bổng Linh lên. Phòng ngủ ở chỗ nào vậy? Linh chỉ tay về phía phòng ngủ rồi cả hai lao vào nhau. Tuấn cứ mơ trớn đến đâu, Linh dê lên vì thích đến đó. Sở chỗ đó của Linh ướt nhẹp, Tuấn vô cùng thích thú. Đã lâu rồi anh chưa thấy cảm giác đó khi gần vợ mình. Kiều nằm ngủ gật, chợt giật mình cô nhìn điện thoại. Đã 11 giờ chưa thấy Tuấn về. Từ nhà qua chỗ Linh có 30 phút, cả đi cả về hết 1 tiếng. Và giờ đã gần 2 tiếng rồi, vẫn chưa thấy Tuấn đâu. Tuấn và Linh còn đang cuộn chặt lấy nhau thì điện thoại của Tuấn kêu lên. Để anh nghe điện thoại đã nhé. Tuấn với điện thoại thấy Kiều hỏi. Alo vợ à? Dạ, sao giờ anh vẫn chưa về thế? À, anh về thì gặp thằng Hải. Anh chở nó về rồi vào nhà uống cốc bia với nó. Á, Linh ngồi lên trên và nhún mạnh, khiến Tuấn phấn khích. Thế anh uống ít thôi nhé. Ừ, anh ngủ chưa đi, rồi anh về. Tuấn vội tắt máy luôn. Anh có thích em làm mạnh hơn không? Anh có, anh có. Tuấn và Linh nằm ôm nhau. Tuấn thấy áy náy với Linh. Sao em lại thích anh? Anh có vợ rồi. Linh lấy tay bịt miệng Tuấn lại. Em yêu anh hãy ở bên em sẽ cho anh tất cả những thứ anh muốn, tất cả mọi thứ. Nhưng anh có vợ con rồi, anh... Linh hôn vào cổ quý của Tuấn và mút, khiến Tuấn sung sướng vô cùng, vì Kiều chưa làm như thế cho Tuấn bao giờ. Anh có muốn em mút nữa không? Tuấn gật đầu lia lịa. Tuấn và Linh lại cuốn chặt nhau. 2 giờ sáng, Kiều dậy đi vệ sinh mà vẫn chưa thấy Tuấn về. Gọi điện thì Tuấn không bắt máy. Kiều lo lắng đi xuống phòng khách ngồi chờ. Bà Khánh thấy vậy lảo bào. Đêm hôm không ngủ còn lọ mọ cái gì thế? Dạ, anh Tuấn vẫn chưa về mẹ ạ. Gọi điện không nghe, còn thấy lo quá. Bà Khánh tròn mắt. Thằng Tuấn chưa về à? Chợt nhớ ra điều gì, bà Khánh quát Kiều. Đi ngủ đi, kệ nó, cho nó gặp bạn bè rồi lôi nhau đi ăn uống gì rồi. Bà Khánh đi lên gác gọi Ngọc dậy. Dậy, dậy, mẹ bảo cái này. Ngọc mở mắt. Gì vậy mẹ, đêm hôm gọi con làm gì thế? Thằng Tuấn chưa về, có khi nào nó ở chỗ con Linh không? Ngọc ngồi bật dậy tỉnh ngủ luôn. Mẹ nói thật hay nói đùa vậy? Con nhắn tin hỏi con Linh xem. Bà Khánh ngồi hồi hộp chờ đợi. Sau khi thấy Linh trả lời là có, bà Khánh và Ngọc nhảy cẫng lên. Vậy là đúng rồi, từ giờ mẹ con mình tha hồ tiền tiêu rồi nhé. Bà Khánh xoa đầu Ngọc. Mẹ con mình phải làm mọi cách để thằng Tuấn bỏ con Kiều đi. Chỉ có con Linh mới xứng với thằng Tuấn thôi, con hiểu không? Nhưng bằng cách nào hả mẹ? Thiếu gì cách, sao con ngốc thế? Chuyện này cứ để mẹ lo cho. Sáng Tuấn mới về, anh lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Kiều giận dỗi chồng. Anh đi đâu không phải nhà ngủ mà không nói với em một câu à? Tuấn nhàn hạt. Anh với thằng Hải uống bia rồi say quá ngủ đau luôn. Em là gì mà khó chịu vậy? Em gọi anh không nghe máy. Anh có biết là cả đêm em không ngủ được vì lo cho anh không? Ôi già ơi, lắm chuyện. Thôi anh đi làm đây. Tuấn đi xuống, bà Khánh vội vàng. Gớm, cái con kia, chồng nó đi nhậu với bạn mà nó mà sức mày xỉa ghê không? Nhà tôi không có kiểu đàn bà láo tét thế đâu nhé. Thôi mẹ, con đi làm đây. Ừ, con đi cẩn thận nhé. Chiều mẹ làm cua hấp cho con ăn nhé. Tuấn đi rồi, bà Khánh phỏng học ngồi ăn sáng. Còn Kiều thì đang lau dọn bếp. Kiều vẫn buồn chuyện Tuấn nên cô không muốn ăn. Làm gì
mà mặt cô cứ sưng lên thế. Hay cô không vừa lòng cái gì thì cô cứ nói thẳng ra để tôi còn biết, chứ cứ lầm lì thế ai mà chịu được. Ngọc bĩu môi, chắc hậm hực phụ anh Tuấn tối qua không về nhà ngủ đấy mà mẹ. Bà Khánh bênh con trai, thằng Tuấn đẹp trai lại giỏi, thiếu gì gái theo. Vì là vợ thì phải khôn khéo mà giữ chồng, đằng này thì mà lúc nào cũng lầm lì thái độ, bảo sao nó không đi, bản thân mình không xứng rồi lại không biết điều nữa à. Kiều để cái khăn lau xuống. Mẹ à, con xin mẹ, mẹ đừng nói con như vậy, có được không? Con đau lắm mẹ hả? Ngọc vừa nói vừa bĩu môi. Đau thì buông tha cho anh trai tôi đi, còn nhiều người tốt hơn chị đang chờ anh ấy kia kìa. Những lời Ngọc và bà Khánh nói như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim Kiều. Cô đã cố gắng sống tử tế, cố gắng là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, nhưng cô càng cố gắng thì họ lại càng phủi đi. Lúc này Kiều mất bình tĩnh, cô đi lại trước mặt mẹ chồng và em chồng. Ngọc, chị làm gì có lỗi với em vậy mà năm lần bảy lượt em xua đuổi chị đi. Đáng lẽ ra anh trai em đi qua đêm không về thì em phải khuyên anh trai em, đằng này em lại xua đuổi chị. Bà Khánh lập tức bênh học chửi Kiều. À, bây giờ mày mới lộ nguyên hình hả? Thằng Tuấn đi qua đêm thì mày phải xem lại bản thân mày đi, chứ mày tranh móc gì con Ngọc. Kiều bị rủ nén ức chế lâu ngày, đến lúc này mới bùng phát, cô cãi lại mẹ chồng. Cả mẹ nữa, mẹ làm mẹ, nhưng cứ hở ra là mẹ xỉa soi con. Đã bao giờ mẹ coi con là con dâu của mẹ chưa? Thấy mặt Kiều hầm hầm tức giận, bà Khánh có vẻ sợ nên ngồi xuống. Còn Ngọc thấy vậy đứng dậy, chỉ tay vào mặt Kiều. Mày dám quát mẹ tao à? Mày giỏi quá rồi, giờ mày muốn gì? Kiều phảng học xông vào túm tóc đánh nhau tơi bời. Bà Khánh thấy vậy liền cầm chổi lau nhà xông vào đánh Kiều. Ngọc thì giữ tay Kiều để bà Khánh đánh. Kiều không phản kháng lại được nên bị mẹ con họ đánh cho bầm tím khóc người. May mà cô chạy ra ngoài nên thoát được. Kiều chạy sang nhà hàng xóm rồi gọi điện cho Tuấn về. Một lát sau Tuấn về, thấy con trai về, bà Khánh vào phòng nằm khóc lóc. Ngọc phảo gọi nhưng bà ta nhất quyết không ra. Tuấn thấy phải đi vào. Mẹ dậy ra ngoài ngồi nói chuyện với vợ chồng con một lát. Mẹ không ra, vợ con có coi mẹ là mẹ đâu. Là mẹ xếp quần áo rồi sáng mai con Ngọc đưa mẹ về quê. Mẹ không nên lên đây sống với con. Mẹ nuôi con lớn bằng tử này, lo công việc cho con, để mong lúc mẹ già được thì con sống tốt thôi. Từ giờ về sau con phải sống thật tốt nhé. Mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Sao lại về quê? Mẹ cứ ở đây với con. Mà có chuyện gì sao Kiều phòng học lại đánh nhau, cả mẹ nữa, sao mẹ đánh cái Kiều bầm tím khóc người thế? Ngọc ngồi im một chỗ, bây giờ mới lên tiếng. Tất cả là tại em, do em thấy chị Kiều quát mẹ, nên em mới bảo chị là sao lại quát mẹ, thì chị ấy xông vào đánh em, nên mới ra nông nỗi này. Chị ấy muốn đuổi em và mẹ về quê, có lẽ em và mẹ nên về quê thôi anh ạ. Ai cho về quê mà về, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Để anh nói chuyện với Kiều, nhưng dù gì mẹ cũng không nên đánh Kiều như thế. Kiều nằm khóc trên phòng, Tuấn mở cửa đến ngồi cạnh Kiều, có cảm giác là Tuấn không còn thương cô như trước. Em thấy trong người thế nào rồi, mẹ nói với anh là lát lên xin lỗi em không giận mẹ nữa nhé. Chỉ một câu xin lỗi là xong ư, anh có biết em đã phải chịu. Tuấn cắt ngang lời Kiều, thôi em đừng nói nữa, mẹ già rồi. Mẹ có sống với mình mãi được đâu. Mẹ nói gì thì em cứ cho qua đi. Sau này mình cũng già đi, cũng có con dâu mà em. Kiều nuôi nước mắt vào trong. Anh nói vậy thì em không còn gì để nói nữa rồi. Thôi em ngủ đây. Tuấn có điện thoại, anh vội vàng ra ngoài cầu thang nghe máy. Alo, anh đã bảo là có gì anh sẽ gọi mà, sao em lại gọi anh hả? Tiểu Linh thỏ thẻ trong điện thoại. Em nhớ anh lắm, mà anh nhớ hẹn tối nay đấy. Em đến đón hay anh tự đến? Anh sẽ tự đến. Thôi nhá, anh đang ở nhà. Tuấn tan mày luôn. Ngọc ở dưới nghe thấy, chạy lên túm tay anh. Em nghe thấy hết rồi nhá. Anh vừa nói chuyện điện thoại với cái Linh phải không? Tuấn lắc đầu. Đâu có, anh nói chuyện với thằng bạn anh mà. Em biết rồi, cái Linh nó nói tối qua anh ở nhà nó. Thôi, đừng giấu em nữa. Em ủng hộ anh mà. Nhà nó giàu lắm, nó lại rất thích anh. Hay là anh bỏ bà Kiều đi yêu nó? Thôi, nó linh tinh, chị Kiều biết được lại làm chuyện.
Anh tới công ty đây, em nấu cơm cho mẹ em và chị ăn đi. Tuấn vừa ra khỏi nhà, là Ngọc vào gọi bà Khánh sẽ ra ngoài ăn luôn, mà kệ Kiều. Ở nhà người thì đau ê ẩm, cơm thì không nấu. Sau khi ăn uống xong, Ngọc và bà Khánh đến nhà Linh chơi. Vừa đến cổng nhà Linh, bà Khánh đã suýt xoa khen ngợi. Ôi, đẹp quá, nhà đẹp quá con ạ. Thế này đã là gì hả mẹ? Ở trong nhà mọi thứ còn tuyệt vời hơn nữa. Sàn nhà sạch bóng, mẹ có thể soi gương được cơ. Linh ra mở cửa, đo đảm mời chào. Con chào bác, con mời bác và Ngọc vào nhà con chơi ạ. Bà Khánh bị lòa mắt khi nhìn thấy đồ nội thất sang trọng. Linh lại ở một mình trong ngôi nhà rộng rãi. Cháu ở một mình à? Dạ, cháu ở một mình lâu rồi ạ. Bố mẹ cháu cho mấy cái nhà, thích ở đâu thì ở. Nếu bác thích, cháu sẽ tặng bác một căn nhà như này ạ. Bà Khánh chố mắt trước sự hào phóng của Linh. Cháu nói thật không? Bác có nghe nhầm không hả cháu? Cháu nói thật hả? Vậy cháu tặng bác và Ngọc một căn nhà nhé, để cháu làm giấy tờ chuyển nhà rồi gửi bác ạ. Bà Khánh và Ngọc nịnh hỏi Linh hết lời và lẩm bẩm trong bụng mình đã tìm thấy mỏ vàng đây rồi. Vậy mà không biết trước mấy năm cứ quanh quẩn bên con Kiều không ra gì kia. Đúng là phí thời gian mà. Từ đó, bà Khánh và Ngọc ăn uống rồi ngủ luôn ở đó không về. Linh thì có hẹn với Tuấn ở khách sạn. Kiều đau người không đi đón cô Bin được, cô phải nhờ chị hàng xóm đón hộ. Cô ở nhà nấu cơm nước xong xuôi hết rồi mà chờ mãi không thấy ai về. Kiều gọi cho Tuấn thì Tuấn nói dối là đi uống bia với bạn. Cô bảo Tuấn gọi mẹ và Ngọc xem có về ăn cơm không. Thì Tuấn bảo bà Khánh và Ngọc ăn ở nhà Linh. Kiều cho cô Bin ăn rồi đi ngủ. Một giờ đêm cô tỉnh dậy vẫn chưa thấy Tuấn về, bà Khánh và Ngọc cũng không thấy đâu. Kiều gọi điện cho Tuấn không được, cô thấy bất an. Linh cảm như Tuấn đang giấu cô chuyện gì đó, khiến cô không ngủ được nữa. Cô xuống lấy xe máy đi đến nhà Hải để tìm chồng. Gần 2 giờ sáng, Kiều đứng trước cổng nhà Hải bấm chuông. Sau một hồi thì mẹ Hải ra mở cửa. Trời ơi, đêm hôm cháu đến đây làm gì thế? Ba cho cháu hỏi có Hải ở nhà không ạ? Thằng Hải đi công tác ở Đà Nẵng rồi, cháu tìm nó có việc gì không? Lúc này Kiều mới ngớ người ra, Tuấn nói dối cô, vậy Tuấn đang ở đâu với ai? Kiều hỏi Tuấn thì thuê bao, khiến cô càng tức giận, mà giờ biết tìm Tuấn ở đâu bây giờ? Kiều càng suy nghĩ, cô càng thấy đau lòng. Kiều chợt nhớ đến thái độ của bà Khánh và Ngọc đối với cô từ hôm Linh đến nhà chơi. Linh, có khi nào Tuấn đang ở bên cô ta không? Kiều hoang mang, như rồi cô tự trấn an mình. Cô ta béo như con lợn, mặt không xinh thì chắc Tuấn không thích cô ta đâu. Kiều tự an ủi rồi lái xe về nhà. Chờ mãi cuối cùng trời cũng sáng, Kiều lại lấy điện thoại gọi cho Tuấn vẫn thuê bao. Phải đến 8 giờ sáng, Tuấn tới công ty mới mở máy. Anh đi đâu cả đêm qua thế? Anh đang bủa bỉ bên ngoài rồi, phải không hả? Em bỏ ngay cái kiểu tra hỏi đấy đi, anh đi đâu là việc của anh. Tuấn nói xong sợ máy luôn. Lúc này Kiều thật sự gục ngã. Cô ngất tại spa của mình. Nhân viên đưa cô đến bệnh viện và bác sĩ thông báo cô có thai được 6 tuần nhưng tình trạng sức khỏe của cô không tốt nên bác sĩ yêu cầu cô phải nhập viện theo dõi. Cô xin phép về nhà thu xếp công việc rồi đến sau. Kiều gọi điện cho Tuấn, anh nghe máy với thái độ khó chịu. Có chuyện gì mà em cứ gọi anh suốt thế hả? Em có biết là anh bận bao nhiêu là việc không? Đã không giúp được việc gì rồi, lại còn suốt ngày gọi. Em... Tuấn quan trong điện thoại. Nếu thấy mệt thì nghỉ, chứ gọi anh làm gì. Mà tối nay anh đi công việc rồi, ở nhà ngủ sớm đi, đừng chờ anh. Tuấn dở mày luôn, Kiều có chưa kịp thông báo tin vui cho chồng. Cô quyết định chiều sẽ đến công ty của chồng để nói cho anh biết là cô có thai rồi. Mới một tháng trước, Tuấn còn ôm cô, hôn lên bụng cô và ao ước có con. Cô thẩm nghĩ, nếu biết cô có thai, chắc anh mừng lắm. Anh sẽ về nhà sớm với cô và không đi đâu nữa. Kiều quyết định bỏ qua hết mọi chuyện và chủ động làm lành với mẹ chồng, mặc dù trên cánh tay cô, vết bầm tím vẫn còn. Alo mẹ à? Mẹ bảo gì? Tối mẹ vào Quốc Ngọc về nhà ăn cơm nhé, còn đi chợ mua mấy món mẹ thích đấy hả? Bà Khánh bĩu giải môi. Thôi, tôi không dám về làm phiền chị đâu. Tôi ở đây cũng được. Mẹ à, mẹ và cô về nhà mình đi. Ai lại ở mãi nhà họ thế hả? Bà Khánh bật cười.
Nhà họ, nhưng sắp tới lại là nhà của tôi. Họ tặng tôi cả một căn nhà đấy. Chị xem lại bản thân chị đi, xem có thấy nhủ không? Bà Khánh dập máy luôn. Tặng nhà ư, ý gì đây? Liên cảm của mình là đúng rồi. Cô ta mua chuộc mẹ chồng và ép chồng mình để làm gì? Không, không, chắc không phải vậy đâu. Kiểu đến công ty của chồng, cô đi coi xe máy SH cũ của cô tới và cô gặp Linh lái xe ô tô tới. Linh lái ô tô, đỗ cạnh xe máy của Kiều. Kiều nhận ra người quen, đi chào hỏi một câu, thì Linh bước xuống xe với thái độ rất chảnh. Linh nhìn Kiều cười nhạo. Chị để xe tránh tránh xe của tôi ra, không xước xe tôi thì chị không đủ tiền mà đền đâu. Kiều ngạc nhiên với thái độ của Linh, nhưng cô không thèm chốc. Kiều quay bước đi, Linh nói với theo. Chị tới đây làm gì vậy? Kiều quay lại. Tôi đến tìm chồng tôi đến công ty của chồng tôi thì có gì sai? Linh cười đều. Anh Tuấn đang chuẩn bị gia nhập với tập đoàn lớn của ba tôi rồi. Hà hà, chị sắp chính thức mất chồng rồi. Thôi, coi như đến gặp lần cuối đi. Kiều ta Linh cái bốp. Cô im mồm ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi. Linh cũng không phải dạng vừa, xông vào túm tóc Kiều. Tát Kiều, Kiều bóc cổ Linh khiến cô ta ngạt thở choáng váng. Dừng lại mau. Kiều nhận ra tiếng Tuấn nên cô vội vàng bỏ tay ra và chạy lại cạnh Tuấn. Anh Tuấn à, là nó gây sự với em trước, nó còn nói... Im mồm ngay, cô còn cố giải thích làm gì nữa hả? Cô đến tận đây để gây sự à? Kiều vẫn ngơ ngác, chưa hiểu tại sao Tuấn lại quát cô như vậy. Anh Tuấn à, em... Một người đàn ông trung tuổi đứng cạnh Tuấn lên tiếng hỏi Tuấn. Cô ấy là ai mà lại đánh cái Linh nhà bác vậy cháu? Tuấn vội vàng giải thích. À, cô ấy là bạn gái cũ của cháu, chia tay lâu rồi nhưng cứ 5 lần bảy lượt đến tìm cháu. Vậy à, nên dứt khoát đi, đều để họ tìm và gây khó dễ cho cả Linh như thế nữa. Dạ vâng, bác cứ yên tâm. Giờ trong Tuấn đứng luồn cúi trước người đàn ông, bố Linh cứ như một con chó. Kiểu khóc không được mà cười cũng không xong. Cô nhìn Tuấn với ánh mắt khinh rẻ. Anh khốn nạn vậy ư? Tuấn cúi chào bố Linh rồi kéo tay Kiều đi cách xa xa. Bỏ tay em ra. Mình ly hôn đi. Tại sao anh lại trở thành người như vậy hả anh? Vì cái con khốn nạn đó ư? Anh nhớ lại một năm trước đi. Chúng ta phải vất vả lắm mới đến được với nhau. Vậy mà giờ anh lại đạp đổ. Tuấn vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Một năm trước với một năm sau, nó cách nhau 365 ngày đó em ạ. Ly hôn, anh sẽ để lại căn nhà cho em vào cu bin. Kiểu ta Tuấn mấy cái liền. Đồ khốn nạn, cô ta cho anh cái gì mà anh đối xử với em như vậy hả? Tuấn cười nhạt. Cô ta cho anh tất cả, tiền, công ty, xe và mấy cái nhà to. Em nghĩ xem có đáng để đánh đổi không? Kiểu hé lên xông vào đánh Tuấn. Đồ khốn khiếp, anh mau chết đi. Tuấn để Kiều ngang sũi sủi vào cái xe máy. Anh ta chỉ tay vào mặt Kiều. Cô nên tử tế đi, tôi còn để lại căn nhà cho cô. Nếu không thì một xu cũng không có đâu. Tuấn bỏ đi, Kiều như chết lặng, cô ngồi khóc đau đớn. Kiều khóc sưng cả mắt, nghĩ mãi cô cũng không thể ngờ được Tuấn lại thay đổi nhanh đến vậy. Cô còn chưa kịp thông báo mình có thai cho anh biết nữa. Đầu óc Kiều choáng váng, tay cô cứ ù ù, bụng cô tự dưng đau nhói. Cô ôm bụng khóc. Con ơi, mẹ phải làm sao bây giờ? Kiều chợt nhớ tới cô Bin. Cô đứng dậy ra xe về đón con. Đã 5 giờ chiều rồi, mẹ phải về nhanh, không thảo bé lại ngóng. Kiều đi xe máy mà nhìn mặt cô như người vô hồn. Mặt cô đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Đến đoạn đèn đỏ, cô dừng lại. Một chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh đỗ bên cạnh cô. Người đàn ông lái xe hạ cửa kính xuống và thỏ đầu ra nhìn cô và chỉ trò trò gì đấy. Nhưng lúc này Kiều chẳng nghĩ được gì, cô vẫn phóng xe đi bình thường. Chiếc siêu xe ấy đi theo cô tiến lên ngang hàng với xe cô và chỉ cô. Kiều đi thêm một đoạn nữa, vẫn thấy chiếc siêu xe đi áp sát mình. Lúc này cô mới tỉnh táo lại và cô dừng xe lại. Thấy cô dừng xe, người lái siêu xe ấy cũng dừng xe và bước xuống trước mặt cô. Người đàn ông đó chưa kịp nói gì thì Kiều đã gào lên. Có chuyện gì mà anh cứ đi theo tôi thế hả? Hay anh định lợi dụng tôi? Cái lũ đàn ông khốn nạn. Tôi hận cái lũ đàn ông các người. Anh còn không mau cút đi. Người đàn ông há mồm kinh ngạc. Sau đó anh bật cười và bỏ cái mắt kính ra nhìn Kiều.
Cô làm gì mà hung dữ như cọp thế? Tôi chỉ muốn nói với cô là cô bị thiểu năng à? Mà sao máu chảy nhiều thế mà cô không biết? Cô không thấy đau à? Kiều u ớ. Máu chảy ở đâu? Ở đâu? Người đàn ông đó chỉ xuống hai chân cô. Kiều sợn bán người khi thấy mình bị chảy máu ướt cả chân. Cô hốt hoảng ôm bụng. Con ơi! Kiều hoảng quá hét lên. Con của tôi, đừng mà, con ơi! Cô đang có thai hả? Sao máu lại chảy nhiều thế kia? Để tôi đưa cô đi bệnh viện nhé. Kiều sợ hãi, cứ la bà la bóc. Cô vội vàng nổ xe máy. Mình phải đến bệnh viện. Con ơi, con ơi! Kiều thấy đầu cô choáng váng, tay ù ù, mắt thì tối sầm lại. Tại bệnh viện, Kiều mở mắt, thấy người đàn ông lúc nãy đang đứng nhìn cô. Cô tỉnh rồi à? Cô thấy trong người thế nào? Tôi đau bụng quá, còn đứa con trong bụng tôi, nó không sao phải không? Người đàn ông im lặng không nói gì. Kiều quát lên. Anh nói đi, còn tôi nó không sao phải không? Bác sĩ bước vào nói. Chị bình tĩnh đi, chị bị hỏng thai rồi. Chúng tôi vừa làm thủ thuật xong, tình trạng sức khỏe của chị yếu, lại thêm vào quyển mạnh. Chị bị ngã phải không? Kiều khóc lóc và lại bác sĩ. Tôi xin bác sĩ hãy cứu con tôi, tôi xin bác sĩ. Chị bình tĩnh lại đi, cái thai đã bị hỏng trước đó và ra ngoài rồi, còn sót lại ít, chúng tôi đã lấy ra nốt giúp chị. Chị bớt đau lòng đi. Kiều hủi khóc như một con điên. Là anh ta đẩy mình ngã, anh ta khốn nạn với mình thật vô dụng, không giữ được đứa con. Kiều chợt nhớ tới cô Bin. Thôi chết rồi, tôi phải đi đón con tôi. Cô còn yếu lắm, đi sao được. Cô gọi chồng cô đón hộ đi, rồi còn phải đây chăm cô nữa chứ. Chồng tôi ư, chính anh ta làm tôi hỏng thai. Bây giờ anh ta đang vui vẻ bên người đàn bà khác. Trời ơi, sao đời tôi nó lại khốn nạn thế này. Vậy để tôi đón con cô giúp cô. Cô gọi cho cô giáo của thằng bé đi, tôi sẽ giúp cô. Kiều không tin, cô nhìn mặt anh. Giờ tôi sẽ không tin vào bất cứ ai đâu. Anh về đi. Đây, tôi để chìa khóa xe và thẻ căn cước của tôi ở đây. Tôi sẽ đi đón thằng bé cho cô. Cô tin tôi đi, tôi là Vũ. Vũ Batasi tới trường học đón Bin. Lúc đó đã muộn, các bạn về hết, chỉ còn mình Bin với cô giáo. Sao hôm nay chị Kiều bận việc gì mà không đến đón Bin thế? Thằng bé cứ ngóng mãi. Mẹ Kiều đang bị ốm. Nào, Bin ra đây, chú đưa đi gặp mẹ nhé. Vũ nhìn đôi mắt buồn ngấn lệ của Bin, tự dưng anh thấy nhói lòng. Vũ đưa Bin tới bệnh viện rồi đưa Kiều về nhà. Mở cửa ra, Kiều thấy nhà cửa lộn xộn, quần áo bừa bãi. Thì ra lúc cô vắng nhà, bà Khánh và Ngọc đã về thu dọn hết quần áo tới nhà Linh ở. Kiều gọi cho bà Khánh. Alo, mẹ dọn hết đồ đi thật sao? Mẹ đã nghĩ kỹ chưa hả? Mẹ thấy lợi chưa mắt? Sao mẹ không nghĩ về lâu về dài hả mẹ? Tao chẳng cần phải nghĩ, thằng Tuấn nó quyết định ly hôn là quyết định đúng đắn. Mày nghĩ xem, mày cho thằng Tuấn được cái gì, còn con Linh nó cho thằng Tuấn bao nhiêu là thứ. Mày không xứng đáng, nên từ giờ mày đừng làm phiền gì thằng Tuấn nữa. Kiều hét lên, rồi các người sẽ phải ân hận. Có ổn chứ, có cần tôi giúp gì không? Kiều gạt nước mắt. Tôi không sao, hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Vũ động viên Kiều. Hãy vứt bỏ những thứ không xứng đáng. Mình không phải mình thì trời chu đất diệt đó. Đời còn dài, phía trước còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ cô đấy. Mạnh mẽ lên nhé. Kiều gật đầu. Tôi ổn mà, cảm ơn anh. Vũ ra về, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến đôi mắt buồn của cô Bin. Thằng bé tội nghiệp. Cậu chủ gọi tôi ạ. Tôi muốn nhờ chú giúp một việc. Chú tìm hiểu về cô gái này giúp tôi. Chú quản gia tò mò. Cậu chủ thích cô gái này ạ? Không, tôi có việc cần, chú đi tìm hiểu luôn đi. Chú quản gia đi xuống nhà thì gặp mẹ Vũ. Cậu Vũ có chất lẩu không? Dạ có, thưa phu nhân, cậu ấy đang đọc sách ạ. Mẹ Vũ vào. Hôm nay con trai mẹ không đi chơi à? Mẹ tìm con có việc gì à? À, mẹ muốn con gặp hạt tiểu thư Anna, con bé rất ngoan, lại quý mến con. Hai đứa đẹp đôi lắm. Vũ nhàn mặt. Nhưng con không thích, mẹ đừng ép con. Con bé ấy vừa đẹp người, vừa đẹp nết, gia đình lại môn đăng hộ đối. Mẹ nghĩ không có ai hơn được nó đâu. Nhưng con không thích, thì sao có thể lấy cô ấy được? Thôi, con ra ngoài có việc đây. Đứng lại mau, bố con đã quyết rồi, con không thể trốn tránh được đâu.
Vũ chán nản bỏ ra ngoài. Sau mấy ngày bình tâm suy nghĩ, Kiều đã ổn hơn. Cô thuê người giúp việc, dọn dẹp cơm nước và trông nom cu bin. Nghĩ lại khoảng thời gian cô tự tay làm tất cả cơm nước, dọn dẹp, hầu hạ những con người tệ bạc ấy, cô thấy mình ngu quá thể. Kiều mang ảnh cưới và tất cả những gì liên quan đến Tuấn ra thủng rác vứt. Mình sẽ vượt qua được mà, rồi anh ta sẽ phải trả giá. Vũ lái xe trên đường, nghĩ đến cuộc hôn nhân mà bố mẹ anh vừa sắp đặt. Anh vô cùng chán nản. Vừa đi vừa nghĩ, chẳng hiểu sao anh lại lái xe đến trước cổng nhà Kiều. Anh thấy Kiều đang bê đồ của Tuấn vứt vào thủ rác. Này, sao cô lại vứt đồ của người khác vào thủ rác thế? Như thế là phạm pháp đấy. Kiều ngẩng lên, nhận ra người quen, cô cười trừ. Hắn ta giờ không cần những thứ rẻ tiền này nữa rồi. Giờ hắn chấp nhận sống kiểu chó chui gầm chạn để sống trong nhung lụa rồi. Vũ bước xuống xe. Sao cô không cướp lại những thứ của cô để người khác lấy mất như thế sao? Anh im mồm đi, nếu không tôi ném anh vào thủ rác bây giờ. Kiều vứt rác xong, cô đi vào nhà đóng cửa lại. Vũ đi theo Kiều. Đi uống rượu với tôi không? Kiều tự dưng cũng muốn uống rượu nên đồng ý. Có, vậy anh chở tôi thay quần áo đã nhé. Tại quán rượu, Kiều và Vũ ngồi uống rượu với nhau như hai người bạn thân. Hai người vừa uống vừa bà vai bà cổ thân thiết. Kiều vỗ đầu Vũ bộp bộp, giọng lẻ nhè. Sao anh hốc lắm rượu thế? Anh có chuyện gì buồn à? Vũ cầm ly rượu, tu ực một hơi hết luôn, rồi hả hơi rượu phẩm hạt Kiều. Tôi chán đời chút thôi, nốt hôm nay ngày mai tôi lại bình thường mà. Thế cô có muốn trả thù thằng chồng khốn nạn của cô không? Tôi sẽ giúp. Kiều lắc đầu. Tôi không muốn liên lụy tới anh. Nhà chúng nó bể thế lắm. Tôi không đấu lại được đâu. Với lại do tôi không tốt, nên giờ không trách anh ta được. Tại sao vậy? Anh ta tệ như vậy mà cô bỏ qua cho anh ta sao? Kiều thở dài buồn bã. Thời trẻ tôi đã phạm sai lầm. Chính anh ta là người lôi tôi ra khỏi những ngày tối tăm ấy để làm lại cuộc đời. Vậy mà giờ anh ta vứt bỏ. Vũ tò mò. Thời trẻ, cô phạm sai lầm gì vậy? Nói cho tôi biết được không? Kiều gả đi. Thôi uống đi, quá khứ ấy qua rồi. Giờ tôi tự hào mình là người tử tế. Sau khi đã say bét nhè, Vũ và Kiều khoa vai nhau đi bộ trên vỉa hè. Xe ô tô của Vũ đến luôn ở quán rượu. Vừa đi vừa đánh võng vừa hát. Vũ và Kiều đi bộ mãi đến cây cầu hóng gió, Kiều mới quay lại hỏi Vũ. Ơ, xe của anh đâu rồi? Vũ gãi đầu. Tôi không biết nữa. Kiều đánh vào đầu Vũ rồi chửi. Cái tên ngu si này, xe để đâu mà không nhớ à? Tôi ném anh xuống dưới kia cho tỉnh hé. Vũ ngờ ngác, nhưng say quá, anh chẳng nhớ gì. Chúng ta đi bộ mà, có đi xe đâu nhỉ? Kiều lúc đó cô mới nhớ ra. Cha xe để ở quán rượu rồi, chết thôi, sao chúng ta lại uống nhiều thế này? Vũ lấy điện thoại ra gọi người tới đón anh và Kiều về. Thưa cậu, tôi đã điều tra về cô ấy xong rồi. Vũ tò mò. Chú nói đi, tôi tò mò quá. Cô ấy là Hoàng Kiều, 26 tuổi, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ sống với bà ngoại. Khi bà ngoại mất, cô ấy lên thành phố và từ làm gái gọi cao cấp 3 năm. Sau đó kết hôn và mở spa. Hiện tại chồng cô ta đã bỏ cô ta để theo người đàn bà khác giàu có hơn. Từ lòng cái gọi ba nam ư, tệ nhỉ, thế còn đứa con trai thì sao? Đứa bé là con của bạn cô ấy, đã chết rồi, cô ấy mới kết hôn được hơn một năm nay thôi. Vũ tỏ vẻ thất vọng. Vậy mà hôm nọ, mình còn thấy thương cô ta, muốn giúp đỡ cô ta, hóa ra cô ta là một con đĩ. Tuấn mang đơn ly hôn đến cho Kiều ký, Kiều cầm bút ký luôn trước vẻ mặt ngạc nhiên của Tuấn. Cô nghĩ thông rồi đấy, sao rồi? Đời này cô vẫn ổn chứ? Kiều cười nhạt. Thế anh nghĩ không có anh thì mẹ con tôi sẽ chết sao? Anh có thường tốt quá đấy. Tuấn rút một cọc tiền ra đưa Kiều. Cô cầm lấy mà lo cho con. Kiều cầm cọc tiền ném thẳng vào mặt Tuấn. Đây là tiền mà anh cúi đầu sống nhìn sắc mặt bọn họ để có đây à? Hà hà, tôi không thiếu tiền. Tôi không cần mấy đồng tiền bẩn thỉu này của anh đâu. Tiền mà cô chê sao? Rất nhiều tiền ấy, cô biết không hả? Kiều nhếch mép. Anh mau cút đi, đối với tôi, anh đã chết từ lâu rồi. Thế nên, sau khi ly hôn,
anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tuấn cứ ngồi lì không về, anh ta ra mở tủ lạnh lấy nho ngồi ăn. Tôi đói quá, cô nấu đồ ăn cho tôi đi. Kiểu quá Tuấn, anh mau nhả tiền rồi biến khỏi đây ngay. Về bảo mẹ anh nấu cho mà ăn, giờ tôi không còn là con ô xin ngu ngốc của anh nữa. Làm gì mà cô nóng tính thế, chẳng phải nhờ có tôi mà cô mới có ngày hôm nay sao? Giờ nấu cho tôi ăn một bữa mà cô khó khăn vậy à? Thôi anh đừng nói nữa, anh càng nói thì tôi lại càng thấy anh kinh tởm hả thôi, bỏ biến đi. Kiều vừa nắm tiền rơi trên sàn nhà rồi đẩy Tuấn ra cửa, cô ném tiền vào mặt Tuấn. Biến ngay. Cô bình tĩnh đi, tôi ở lại trước một lúc rồi tôi sẽ về ngay mà. Cút ngay, về mà bám váy chúng nó đi, ở đây ăn vạ cái gì hả, cút. Rồi Kiều đóng cửa lại, Tuấn nhả tiền bỏ vào túi rồi đi về. Kiều vào nhà, thấy còn cái áo của Tuấn ở ghế sofa, cô cầm ra hành lang, thấy Tuấn đang đi lững thững ở phía dưới, Kiều gọi. Này, Tuấn đang đi, nghe thấy Kiều gọi, vội vàng ngẩng lên. Sao, muốn tôi ở lại thì cứ nói luôn ra, không phải ngại đâu. Kiều cười ha ha, rồi ném cái áo xuống trước mặt Tuấn. Ăn dưa bở à, thằng ngu. Tuấn nhảy cái áo buồn bã ra về. Tuấn vừa về đến nhà, Linh mặt hầm hầm. Đi đâu về muộn thế? Tuấn vội vàng giải thích. Anh mang cái đơn ly hôn sang để cô ta ký chứ đi đâu. Linh trợn mắt quá Tuấn. Có mỗi cái đơn mà anh phải ở đó với cô ta cả buổi sao? Hay anh còn tiếc rẻ cô ta hả? Bà Khánh ở trong phòng thấy Linh quá Tuấn. Bà sợ quá chạy ra luôn. Linh à, thằng Tuấn nó không còn ý gì với con Kiều đâu. Chắc con khô nó lại làm khó dễ thằng Tuấn, để thằng Tuấn ở đó thôi. Con tin mẹ đi. Linh qua luôn bà Khánh. Mẹ mà không bảo được anh ấy à? Còn anh muốn sống tử tế thì cắt đứt hẳn với cô ta đi. Nếu không thì đừng trách con này ác, nuôi ăn cho béo vào, rừng mỡ à? Ngọc thề Linh quát mẹ và anh trai ở ngoài ở Mỹ. Cô ngồi im trong phòng, không dám ra. Mà ai để lúc Linh lên phòng rồi mới thỏm hạ ra. Anh Tuấn, anh làm ơn đừng dây dưa với chị Kiều nữa. Nếu không Linh nó điên lên thì anh chết mà em và mẹ cũng chết theo đấy. Tuấn cãi ngay. Anh có dây dưa đâu, tại Linh nghĩ quá thôi. Bà Khánh đánh vào vai Tuấn. Cái thằng này đã ở đây rồi thì yên ổn ở đây, đừng nghĩ tới ai khác nữa, biết chưa hả? Bà Khánh và Ngọc vào phòng nằm chơi. Ngọc lướt Facebook rồi reo lên. Mẹ ơi, Hà mới về rồi này, ôi đẹp quá. Bà Khánh ngoái đầu lại nhìn. Đâu con? Ôi đẹp thế, mẫu mới nhất này. Mẹ ơi, con muốn mua đôi giày này quá. Trời ơi, xinh quá đi. Bà Khánh nhỉ giá rồi lắc đầu. Trời, 29 triệu đấy. Thôi đi con hạ, tiền ở đâu mà mua? Ngọc bó vài nị mẹ. Mẹ xin chị Linh cho con đi. Đi mà mẹ, còn chở mãi nó mới ra đấy. Giờ không mua thì con không chịu nổi mất, con năn nỉ mẹ đấy. Nhưng mà tháng nào cũng xin nó mấy chục triệu rồi, rồi lại xin hại lắm. Mà đợt này xin tiền mà nó cứ hàm hàm ấy, không vui vẻ như trước đâu. Ngọc cứ năn nỉ mẹ. Mẹ giúp con đi, con thích đôi giày này lắm, con xin mẹ đấy. Bà Khánh thở dài. Thôi được, để mẹ lên xin nó vậy. Đấy, mẹ chiều con nhất rồi đấy, sau này lấy chồng giàu vào mà trả ơn mẹ, biết chưa? Ngọc ôm mẹ nịnh nọt. Dạ vâng hả, chở con lấy được chồng giàu rồi, mẹ tha hồ mà tiêu tiền nhé, con yêu mẹ quá. Chị giỏi nịnh nọt, để mẹ lên xin tiền nó cho. Bà Khánh lên đầu gõ cửa phòng Linh. Con ơi, ngủ chưa? Tuấn đang bóp vai cho Linh. Mẹ vào đi. Linh ngồi rũa móng tay, không thèm nhìn bà Khánh. Bà Khánh ngồi xuống đon đả. Linh à, cho mẹ mượn ít tiền được không con? Mẹ cần mua mấy thứ lặt vặt. Linh thở dài. Lại tiền, cần bao nhiêu? 30 triệu thôi con hả. Linh chửng mắt nhìn bà Khánh. 30 triệu, tiền chứ phải lá cây đâu. Con không có máy in tiền đâu mẹ. Mẹ thử nghĩ xem, mỗi một tháng mẹ vào cung học tiêu phải thôi cũng hết cả 100 triệu. Cứ như vậy thì con phá sản với mẹ và Ngọc mất thôi. Tuấn thấy không khí căng thẳng nên lẳng lặng đi ra ngoài, không dám ý kiến gì hết. Bà Khánh vẫn mặt lì xin xỏ. Mẹ đang cần tiền lắm, con giúp mẹ đi, chứ bây giờ mẹ không biết mượn ai cả. Linh vẫn mắng bà Khánh. Từ giờ mẹ tiêu vừa phải thôi, ăn uống còn lo cho hết rồi. Mẹ cứ tiêu như thế này là không được đâu.
còn cho nốt lần này thôi, lần sau thì tự lo. Linh lấy tiền quẳng xuống bàn với thái độ rất khó chịu. Đây, cầm tiền rồi đi ra đi. Bà Khánh cầm tiền rồi đi xuống mồm lẩm bẩm. Thái độ của nó rất khó chịu, nghĩ có tiền thì nói gì thì nói à. Đúng là con chảnh chó. Chờ đấy, mai kia con gái tao nó lấy chồng tỷ phú, nó lo cho tao, rồi mày sẽ sáng mắt ra, con dâu chảnh chó. Vũ nghĩ đến Kiều, anh thấy trong lòng rất khó chịu, anh lấy rượu ra uống một mình. Cậu có tâm trạng à, sao lại uống một mình thế này? Vũ rót một ly rượu đưa chú quản ra. Chú uống với cháu một ly đi. Cậu buồn về cô gái đó sao? Cháu hơi thất vọng chú hả? Cậu thất vọng vì cô ta đã có chồng, có con hay đã tự làm gái? Có chồng, có con thì không thành vấn đề. Khi biết cô ấy tự làm gái, cháu buồn lắm. Chú quản gia uống hết ly rượu rồi thẳng thắn nói chuyện. Vợ chú ngày xưa cũng tự làm gái, nhưng giờ chú tự hào cô ấy là người vợ, người mẹ tuyệt vời. Vũ ngạc nhiên. Thật sao? Thật, lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Cháu có hiểu câu nói đó không? Vũ cười, anh thấy người nhẹ nhõm hẳn. Tự dưng Vũ thấy yêu đời. Anh rót rượu cho chú quản gia. Cảm ơn chú, cháu đã hiểu rồi. Nào, mình uống đi chú. Chú quản gia nhắc nhở Vũ. Nếu cậu có ý định gì với cô Hoàng Kiều đó thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi. Ngài chủ tịch và phu nhân sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đâu. Vũ thở dài buồn bã. À, cậu nhớ cuộc hẹn tối nay nhé. 7 giờ tại nhà hàng AC với tiểu thư Anna đây nhé. Gần tới 7 giờ, phu nhân vội vàng lên lầu gọi Vũ. Sao tới giờ rồi kìa, còn mau thay quần áo rồi đi gặp tiểu thư Anna đi. Không con bé lại đợi lâu. Gặp làm cái gì, nhỡ cô ấy không thích con thì sao? Cái này thì con khỏi lo, mẹ biết rất rõ con bé đó mê con như điếu đổ rồi. Ai chứ con trai mẹ vừa đẹp trai vừa ga lăng thế này, không mê sao được. Thôi con đi đây. Đi chơi vui vẻ nhé con trai. Vũ đến nhà hàng gặp Anna, anh chẳng nói năng gì cả, tay cầm điện thoại cứ ngập ngừng, nửa muốn gọi điện cho Kiều, nửa lại không. Anh Vũ, anh đang nghĩ gì vậy ạ? Không có gì. Thế Vũ thở ơ lạnh nhạt, Anna có vẻ thất vọng. Sao anh không nói gì vậy ạ? Anh không có gì để nói, em muốn nói gì thì nói đi, anh đang nghe đây. Anna thất vọng hẳn, cô xin phép về trước, cô nghĩ Vũ sẽ giữ lại, nhưng Vũ cũng mặc kệ cô ta luôn. Vũ lái xe từ trước cửa nhà Kiều, dừng xe lại, Vũ tự nhủ. Sao mình lại đi đến đây thế này? Đúng lúc Kiều vào cubin đi chơi về. Kiều bảo cubin lên nhà với dì giúp việc, cô ở lại nói chuyện với Vũ. Anh đến tìm tôi có việc gì không? Đi uống rượu với tôi đi. Kiều lắc đầu từ chối. Tôi không đi đâu, lần trước say rượu về, cubin buồn nên tôi tự hứa sẽ không uống rượu nữa. Vũ mà kệ, cứ kéo tay Kiều đi. Kiều khả tay Vũ ra thì Vũ càng giữ chặt hơn. Anh bỏ tay tôi ra, tôi đã bảo không đi. Mà sao anh lì thế nhỉ? Vũ liền nói rất to. Kiều, tôi thích cô. Kiều tròn xoe mắt. Anh bị điên à? Hay đầu óc anh có vấn đề hả? Tôi rất bình thường mà, sao cô lại nói vậy chứ? Kiều thắc mắc. Tôi và anh mới quen, làm sao mà anh lại thích tôi cơ chứ? Chắc anh đang trêu tôi phải không? Vũ mặt rất nghiêm túc. Tôi không trêu cô, tôi rất thật lòng. Cô không biết gì về tôi, nhưng tôi lại biết rất rõ về cô. Chúng ta hẹn hò nhé. Kiều bất ngờ chưa Vũ, cô từ chối thẳng thừng luôn. Cảm ơn anh, nhưng xin lỗi nhé, tôi không thích anh. Tôi vào nhà đây, chào anh. Vũ chạy theo Kiều. Sao cô không suy nghĩ mà lại từ chối nhanh vậy? Tôi có gì không đáng để cô yêu sao? Kiều vỗ vai Vũ. Không phải vấn đề đáng hay không đáng, mà là tôi không thích anh, thì nhận lời anh sao được? Anh không hiểu à? Kiều vào nhà đóng cửa lại, để Vũ đứng ở ngoài buồn bã. Kiều thở dài trong đầu, bao nhiêu là uẩn khúc. Yêu ư, tôi không còn tin vào tình yêu nữa đâu. Tuấn đi uống bia với bạn, Linh ở nhà không thấy Tuấn về, cô gọi điện. Alo, anh đang ở đâu? Mau về nhà ngay cho tôi. Anh đang đi uống bia với thằng Hải mà, em làm gì mà úp sùm lên thế? Anh im mồm đi, anh lại đến tìm cô ta phải không? Thằng chó, mày phóc mặt, mày về đây. Linh nghĩa rằng kẻn kẹt, từ ngày có đuổi Tuấn,
thì cô ta lại bắt đầu hay ghen thái quá và lúc nào cũng nghi ngờ Tuấn. Cô ta luôn nghĩ rằng Tuấn vẫn còn lưu luyến Kiều, nên cô ta kiểm soát Tuấn chặt chẽ và nghiêm cấm Tuấn đi đâu mà không có cô ta. Bà Khánh thấy Linh chửi Tuấn qua điện thoại thì bà ta đi vào phòng, đi đi lại lại lo lắng. Sao thế mẹ, có chuyện gì à? Con sư tử cái kia lại đã chửi ở Mỹ lên rồi kìa. Không khéo, nó lại tống cổ mẹ con mình ra đường bây giờ ý. Ngọc cũng lo lắng không yên. Trời ơi, không biết ông Tuấn lại làm gì khiến bà ta nổi điên rồi. Sống mà phải thấp thỏm lo âu thế này thì chết sớm mất thôi mẹ ạ. Chúng ta phải làm sao bây giờ hả con? Ngọc ra chốt cửa lại. Mẹ con mình cứ trốn trong này thôi, bao giờ anh Tuấn về rồi tính mẹ ạ. Chứ giờ thỏm hẳn ra là chết đòn với con cỏ cái đây mất. Tuấn về nhà trong tình trạng say mềm, giọng thì lè nhè, người thì nồng nặc mùi bia rượu. Bà Khánh nấp ở cánh cửa, thấy Tuấn về, vội vàng chạy ra lôi Tuấn lại. Trời ơi là trời, sao con lại uống nhiều thế này? Con Linh nó đang tức giận kìa, mau phảo rửa mặt cho nó tỉnh đi đã, không rửa lên phòng chết với nó. Tuấn say đi đứng loạng choạng, đưa tay lên chỉ trỏ, lẻ nhẻ nói. Con sợ đấy gì con Linh, nó láo thì con đánh chết, vợ chứ không phải mẹ vợ nhé, láo nháo mà xong với con à. Linh từ trong nhà đi ra, bà Khánh thấy Linh ra thì sợ quá, bà cứ nháy mắt cho Tuấn biết mà im mồm lại. Nhưng tôi say rồi, còn biết gì đâu, mồm cứ lẩm bẩm chửi. Còn khốn khiếp, lúc mới quen thì nó ngoan hiển thế, sau khi lừa được mình thì nó hiện nguyên hình là con cọp cái. Còn thật sai lầm khi bỏ vợ con đến đây với nó, có thấy ân hận rồi mẹ ạ. Bà Khánh hốt hoảng đá vào chân Tuấn. Cái thằng này im ngay, ăn nói linh tinh cái gì thế hả? Tuấn vẫn lại nhảy chửi, bà Khánh vội vàng lấy tay bịt mồm Tuấn lại. Linh xô lại cào cấu, đâm đá Tuấn túi bụi. Thằng chó này, mày chửi ai hả? Mày về đây với tao, tao cho mày bao nhiêu thứ, còn nuôi báo cô mẹ mày và em gái mày. Tao hết lòng với mày thế này, còn ai hỏi gì nữa? Nuôi cho mày béo tốt, để mày cắn lại tao thế này à? Tuấn đẩy Linh ngã lăn ra sàn nhà. Mày đừng có quá đáng thế, tao làm gì sai à? Sao suốt ngày mày chửi tao như chửi một con chó thế hả? Mày có tin là tà bóp của mày chết tươi luôn không hả con chó? Linh tức sôi máu, chạy xuống nhà ăn, cổng con dao lên. Thằng khốn nạn, mày có thích bóp cổ tao không? Lại đây tao cho bóp này. Bà Khánh và Tuấn hốt hoảng bỏ chạy. Tuấn chạy ra ngoài đường, còn bà Khánh thì chạy vào phòng chốt cửa lại. Ngọc đang ngái ngủ, mở mắt ra hỏi. Gì mà ở Mỹ thế? Ông Tuấn và bà Linh lại chửi nhau hả mẹ? Chửi nhau thôi thì đã tốt. Con Linh đang phát dao đuổi theo thằng Tuấn kia kìa. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này chứ? Ngọc ngồi bật dậy. Trời đất ơi, thế anh Tuấn đâu rồi hả mẹ? Nó chạy ra ngoài rồi, không biết nó đi đâu rồi nữa. Linh tức giận vào phòng thu dọn hết quần áo của Tuấn vào một cái bỉ tải, rồi lôi sang phòng gõ cửa. Bà Khánh và Ngọc ngồi im trong phòng không dám mở cửa. Linh đập cửa quát. Mở cửa ra nhanh, mở cửa ra. Biết là không thể trốn tránh được, Ngọc ra mở cửa. Linh xông vào quát lên. Mấy người ra khỏi nhà tôi, mà biến hết đi. Bà Khánh cố hỏa giải. Linh ơi, con bình tĩnh lại đi. Thằng Tuấn nó uống say, nó nói linh tinh mà con. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Linh càng tức giận hơn. Biến hết cho tôi. Nhảy lên, tự đi, hay tôi gọi người lôi đi hả? Thế là đêm đó, bà Khánh phẳng học bị Linh tống cổ ra ngoài đường. Cả hai ngồi vất vưởng ngoài cổng chờ Linh đổi ý. Tuấn lang thang ra ngoài, anh vẫy xe taxi đến nhà Kiều. Tuấn bấu chuông nhà Kiều. Ai thế không biết? Dì Hoa ơi, dì ra xem ai đến đi. Dì Hoa mở cửa, Tuấn bước vào. Kiều thấy Tuấn đến thì ra quát. Ai lại đến đây làm gì hả? Tuấn lẻ nhè. Cho anh ở lại đây một hôm nhé. Kiều quát. Không bao giờ, anh mau về nhà anh đi. Nhà tôi không phải cái ổ chứa. Mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi nhé. Tuấn ngồi xuống ghế sofa năn nỉ. Cho anh ở lại đây một hôm đi, anh ngủ ở ghế cũng được, nhé. Kiều như quyết không đồng ý, cô lôi Tuấn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tuấn nằm ngoài hành lang ngủ luôn, không biết gì. Chú ấy ngủ rồi, để tôi mang cái chăn ra đắp cho chú ấy. Không đêm gió máy lại khổ, trở lại cãi nhau với vợ đây mà. Kiều thở dài. Mà xác anh ta, tôi cũng chẳng quan tâm đâu, dì muốn làm gì thì làm.
Linh lấy điện thoại gọi người. Anh ta đang ở đâu? Thưa cô, anh ấy đã nằm ở trước cửa nhà cô Kiều. Cô Kiều đuổi anh ta không cho vào nhà, nên anh ta nằm ở ngoài cửa. Linh ném cái điện thoại vào tường, mặt biến sắc. Thằng chó, không những không về xin lỗi mình mà lại còn qua tìm con vợ cũ. Chúng mày được lắm. Trời sáng, Tuấn thấy mình nằm co ro ở trước cửa nhà Kiều. Anh phủ dậy, lúc này Tuấn đã tỉnh táo hẳn. Anh không nhớ gì hết. Sao mình lại nằm ở đây nhỉ? Kiều đi ra thấy Tuấn dậy, cô nhây mép. Tỉnh rồi sao? Còn không mau về xin lỗi con lợn nái kia đi. Cô lại chết với nó bây giờ. Tuấn ôm đầu. Tôi đến đây từ tối qua ư? Sao lại có chuyện này được nhỉ? Tôi chịu. Tuấn vội vàng trở về nhà thì thấy bà Khánh và Học đã đứng ở cổng ngó nghiêng. Vừa thấy Tuấn, bà Khánh và Học vội vàng chạy lại hỏi. Sao bây giờ con mới về? Cả đêm qua con ở đâu hả? Con say quá ngủ ngoài vỉa hè. Sao mẹ phòng học ra ngoài sớm thế? Ngọc ấm ức. Đi đâu mà đi? Hôm qua lúc anh đi, cái con cọp cái kia, nó đuổi em và mẹ ra khỏi nhà đấy. Tất cả là do anh đấy. Tuấn mới sửng nhớ ra, anh ta vô cùng lo lắng. Thôi chết rồi, hôm qua mình còn chửi Linh nữa chứ, giờ phải làm sao đây? Bảo Khánh đánh Tuấn bồm bốp. Cái thằng con ngu ngốc này, vì con mà giờ mẹ con mình bị ra khỏi nhà. Giờ con hãy nghĩ cách mà xin lỗi nó đi. Ba mẹ con đang ngơ ngác thì bố Linh tới, ông mở cửa xe ngó ra ngoài. Có chuyện gì mà mọi người lại đứng ở ngoài này thế? Bảo Khánh vội vàng chạy đến nhờ bố Linh giúp đỡ. Khổ quá ông thông gia ơi, tối qua thằng Tuấn nó uống say vì nó linh tinh với cái Linh nên chúng tôi bị đuổi ra khỏi nhà ông ạ. Ông vào nói đỡ thằng Tuấn một câu ông nhá. Vào nhà, bố Linh gọi Linh ra nói chuyện. Linh và bố ngồi phát chân ở ghế, còn ba mẹ con Tuấn thì đứng cúi mặt không dám ngồi. Bố Linh hỏi, có chuyện gì thì con từ từ nói, sao lại đuổi mẹ chồng con ra khỏi nhà thế? Linh vẫn thản nhiên, vì họ đáng bị như vậy. Tuấn lại bó vai Linh, anh sai rồi, anh sai quá, để nói linh tinh, em cho anh xin lỗi, bỏ qua cho anh lần này nhé. Mẹ xin con, vợ chồng có lúc xô xát mà, còn bỏ qua cho chồng con lần này nhé, từ giờ trở đi, nó không dám thế nữa đâu. Linh không nói gì, bố Linh bênh Tuấn. Thôi bỏ qua cho nó lần này, con cũng ghê gớm quá, có thế mà cũng đuổi mọi người đi. Linh thở dài rồi đi lên lầu. Tôi sẽ suy nghĩ. Bảo Khánh vội vàng đẩy tay Tuấn. Kìa, con lên lầu với vợ con đi, xin lỗi vợ con đi. Tuấn vội vàng chạy theo Linh lên lầu, bắt đầu bao vai, nịnh nọt các kiểu. Kiều đi làm về, thầy Vũ đang ngồi chơi đồ chơi với cô Bin. Cô về rồi à, có mệt không? Sao anh lại ở đây? Tôi đến chơi với cô Bin một lát, cô làm gì mà khó khăn với tôi thế? Nhưng tôi không thích, anh về đi. Cô Bin thấy mẹ đuổi chú Vũ thì la ra khóc rồi dỗi mẹ, nên Kiều đành để Tuấn ở lại. Kiều vào phòng thì bó hoa hồng to để trên bàn. Này, anh mua hoa làm gì mà lắm thế? Vũ cười, tặng cô 1.000 bông, cô nhận cho tôi vui lòng. Tôi không nhận, anh mang về đi. Vũ gãi đầu, cô có biết tôi bê nó nặng như thế nào không hả? Cô nhận thì làm sao? Đúng là bà già khó tính. Ai nói ai là bà già hả? Nếu cô không nhận mình là bà già thì cô nhận hoa của tôi đi bà trẻ. Kiều bật cười. Thôi được rồi, tôi nhận được chưa? Mai kia nó héo, tôi lại mất công bê ra thủng rác. Đúng là mệt mà. Trời, tôi chưa thấy ai như cô cả. Nói câu nào là như bổ vào mặt tôi câu đấy. Kiều xuống bếp xem xỉ hoa cơm nước xong chưa. Vũ cũng đi theo. Hôm nay cho tôi ở lại ăn cơm nhé. Kiều lử mắt. Ăn xong rồi phắn. Đừng thấy tôi dễ mà làm tới nhé. Ăn đòn đấy. Vâng, tôi biết rồi, bà trẻ. Lâu rồi, nhà Kiều mới có khách tới ăn cơm. Một bữa cơm ấm cúng. Mẹ Vũ lên phòng nhưng không thấy Vũ đâu. Thằng Vũ đi đâu rồi nhỉ? Bà xuống gọi chú quản gia. Dạo này thằng Vũ thế nào? Mấy lần tôi về nó đều không có ở nhà. Nó đi đâu vậy? Chú quản gia bao che cho Vũ. Lúc sáng cậu chú bảo với tôi là đi mua ít đồ, cháu cũng sắp về rồi hả? Mẹ Vũ nghi ngờ. Dạo này tôi thấy nó lạ lắm. À, nó còn qua lại với Anna không vậy? Tôi cũng không rõ hả, chỉ thấy cậu chủ bảo nói chuyện không hợp thưa bà. Mẹ Vũ biết quản gia hay bao che cho Vũ nên bà gọi người khác vào.
Cậu đi điều tra xem cậu Vũ dạo này đang quay lại với ai nhé. Tôi không tin tưởng ông quản gia nữa đâu. Vâng, thưa bà. Mẹ Vũ gọi điện cho Anna và mời cô ấy đến ăn cơm. Mục đích để Vũ và Anna có cơ hội gần nhau hơn, bà và Anna đang ngồi nói chuyện với nhau để chờ Vũ về. Hình như anh Vũ không thích cháu bác ạ. Lần trước gặp, anh ấy cứ né tránh cháu. Làm gì có chuyện đó, Thảo Vũ nhà bác nó nhát lắm, lại ít nói, chứ không phải nó không thích cháu đâu. Cháu cứ linh cảm vậy bác ạ. Mẹ Vũ động viên. Cháu yên tâm, mọi chuyện đã có bác lo rồi. Vũ vừa về tới. Con chào mẹ, chào cô Anna. Mẹ Vũ ra lôi Vũ vào. Sao giờ con mới về vậy? Thôi, mẹ ra ăn cơm đi, mẹ và Anna chở con mãi. Con ăn rồi, mẹ và Anna cứ tự nhiên nhé, con xin phép lên phòng đây. Vũ đi thẳng lên phòng, mẹ Vũ không kịp nói gì. Anna tỏ vẻ thất vọng. Chắc anh ấy có người thương rồi bác ạ. Thôi, cháu về đây. Mẹ Vũ lôi cô lại. Cháu cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó, ăn xong rồi về. Giờ cháu không muốn ăn, cháu chào bác. Anna bỏ về, khiến mẹ Vũ càng tức, bà gọi cho người giúp việc. Cậu đã tìm hiểu xong chưa hả? Dạ thưa bà, mấy hôm nay cậu chủ hay qua lại với một phụ nữ đã có con rồi thưa bà. Mẹ Vũ quát. Cậu nói rõ ra đi, người phụ nữ đó là như thế nào? Cô ta mới ly hôn, hiện sống với con trai 5 tuổi. Nghe người ta đồn rằng ngày trước cô ta làm gái gọi mấy năm thưa bà. Và cậu chủ còn hay qua đó ăn cơm với họ nữa hả? Mẹ Vũ tức giận. Sao Thỏng Vũ lại qua lại với người như thế chứ? Trời đất ơi, thế giờ cô ta làm gì hay vẫn làm gái? Cô ta mở một spa thưa bà. Từ lúc lấy chồng, cô ta đã bỏ nghề gái. Mẹ Vũ mặt biến sắc, bà ta nắm chặt bàn tay lại. Tôi muốn gặp cô ta, cậu chuyển lời với cô ta đi. Dạ thưa bà. Kiều đang làm việc ở spa. Chị Kiều dạo này lạ lắm nhé. Kiều ngơ ngác hỏi nhân viên. Lạ gì em, chị vẫn vậy mà. Nhân viên cười mờ ám. Hôm nọ em có gặp anh chàng phác bó hoa to tướng lên nhà chị. Nhìn anh ấy rất đẹp trai. Thế anh ta là ai vậy hả? Kiều gãi đầu mặt ngu ngu. À, chỉ là bạn bè thôi em. Em chả tin bạn bè đâu chị. Nói thật đi, anh ta thích chị phải không? Kiều chối bay chối biến. Đâu có, để chị giới thiệu cho em nhé. Thôi, cứ nhận đi, mà chị đã ửng rồi kia. Người của mẹ Vũ vào. Chào cô Kiều, tôi đến để gửi cô tấm thiệp này. Kiều đứng dậy. Thiệp gì vậy ạ? Ai gửi cho tôi vậy ạ? Là của phu nhân Cao gửi cô, mời cô chiều nay 3 giờ gặp mặt tại nhà hàng AT ở bên kia đường hả? Kiều vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Phu nhân Cao là ai vậy ạ? Tôi đâu biết bà ấy. Phu nhân Cao là mẹ của cậu Vũ, thưa cô. À tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Vâng, cô nhớ đến đúng hẹn nhé. Kiều thắc mắc với nhân viên. Phu nhân Cao, chả lẽ là phu nhân Cao của tập đoàn Cao Thị? Nhân viên mắt tròn xoe. Phu nhân Cao Thị hả chị? Ơ, hóa ra anh Vũ bạn chị chính là con trai của bà ấy hư? Chắc là vậy, chị cũng không biết luôn. Nhân viên nhăn mặt. Trời, anh ấy đến nhà chị chơi suốt mà chị không biết thân thế anh ta luôn đấy hả? Em cũng chịu chị luôn. Kiều gãi đầu. Thì chị cứ nghĩ nhà anh ta bình thường thôi. Với lại chị đâu có thích anh ta, nên điều tra nguồn gốc của anh ta làm gì. Theo em, chị có gặp bà ta không? Nếu chị không gặp thì bà ta sẽ đến đây tìm chị. Em nghĩ chị nên đi gặp đi ạ. Ừ em. Kiều nghi mãi không ra là bà ta gặp cô có chuyện gì. Không biết Vũ có biết chuyện này không? Kiều ăn mặc nghiêm chỉnh để gặp mẹ Vũ. Phu nhân Cao Thị ăn mặc sang trọng, ngồi ở nhà hàng chờ cô. Cháu chào phu nhân. Phu nhân ngở lên nhìn Kiều, khuôn mặt Kiều phúc hậu, nụ cười đẹp, bà liền cười. Cháu là Kiều hả? Ngồi đi. Lần gặp mặt phu nhân nhìn Kiều và nghĩ trong bụng. Cô gái này nhìn rất phúc hậu, nụ cười tươi sáng, vừa gặp mà mình đã có cảm tình rồi. Nhưng sao lại có quá khứ không tốt vậy nhỉ? Kiều tươi cười hỏi. Phu nhân tìm cháu có việc gì vậy ạ? Ta là mẹ của Vũ, dạo này thằng bé lạ lắm, thì ra là nó hay qua nhà cháu. Thế ta muốn hỏi cháu và con trai ta là mối quan hệ gì? Kiều thẳng thắn trả lời. Dạ, cháu và Vũ là bạn bè hả? Lần trước anh ấy đã giúp đỡ cháu trên đường đi. Vì thế
bọn cháu thi thoảng gặp nhau hỏi thăm nhau thôi hả? Cháu nói thật chứ. Nói thật, nếu là chuyện yêu đương thì bác không đồng ý đâu. Cháu cũng hiểu lý do phải không? Cháu nói thật hả? Cháu hiểu bác đang nghĩ gì mà. Phu nhân gật đầu rồi lấy cái hộp quà nhỏ đưa Kiều. Ta tin cháu, đây là món quà cảm mặt, cháu nhận đi. Kiều từ chối. Dạ thôi hả, cháu xin phép về trước hả. Ở lại ăn đã rồi hãy về. Dạ thôi, cháu xin phép, cháu bận chút việc hả. Kiều đứng dậy thì không may chạm mặt Linh. Cô ta đi ăn cùng hẳn, vừa nhìn thấy Kiều, cô ta đã lổng lộ lên. Này con kia, đứng lại. Kiều giật mình khi thấy Linh. Cô còn muốn gì ở tôi nữa hả? Đã ly hôn rồi thì mày đừng có bản dụ dỗ anh Tuấn nữa, nếu không thì đừng trách tao ác. Tôi không dụ dỗ ai hết cả. Nói thẳng ra, chính Tuấn là người đến tìm tôi vì tôi đuổi về đấy, nên cô ăn nói cho tử tế vào. Linh cười nhạo Kiều. Tao còn lạ gì lũ phỏ chúng mày, mày định moi tiền của anh Tuấn đúng không? Kiều hét lên. Cô im đi, cô mà còn nói nữa thì tôi sẽ... Linh tiến lại gần thách thức Kiều. Thì sao? Cô định làm gì tôi hả? Cô nói đi, cô định làm gì? Kiều bị yếu thế, lùi lại ngồi phệt xuống ghế. Cứ mỗi lần ai nhắc đến cái quá khứ làm gái của cô là cô lại đau đớn. Kiều hủi run run. Thôi đi. Phu nhân quát Linh. Cô cứ xử như lũ côn đồ ngoài đường ngoài chợ thế sao? Sao không về dạy dỗ lại chồng cô đi, để nó đi lung tung, giở trách móc ai? Bà là ai mà dám quát tôi hả? Linh định xông lại dọa dẫm phu nhân thì hai người vệ sĩ đứng đằng sau lao lại túm tay và ấn đầu Linh xuống bàn. Láo tét, dám láo với phu nhân à? Phu nhân xua tay. Thôi bỏ cô ta ra đi, chúng ta về thôi. Phu nhân quay sang hỏi Kiều. Cháu không sao chứ? Dạ cháu không sao, cảm ơn bác ạ. Linh sợ quá bỏ đi luôn, không quên quay lại lườm hát Kiều. Mày chưa xong với tao đâu. Kiều cúi đầu chào phu nhân rồi về. Phu nhân hỏi người vệ sĩ. Người vừa nãy gây sự với Kiều là ai vậy? Cô ta là người cướp chồng của cô Kiều thưa bà. Ồ, ra là thế. Cô ta xấu người, xấu cả nhân cách. Đúng là quá tệ. Linh tức giận, vào nhà cô ném cái túi sách xuống giường. Bà ta là ai mà lại bênh con khốn đó chứ? Tuấn về thấy vợ mặt hầm hầm, liền hỏi. Em bị sao thế? Em thấy trong người không khỏe à? Linh xông ra ta Tuấn bốp bốp. Là con vợ cũ của anh ấy, nó túm tóc đánh tôi trước mặt mọi người đấy. Tất cả là tại anh là đồ khốn. Tuấn cau mặt. Cái gì, cô ta đánh em sao? Sao cô ta dám để anh đi gặp cô ta? Linh chỉ tay phẩm hạt Tuấn quát. Tôi nhắc nhở anh lần cuối, anh mà còn ý gì với cô ta thì hai người chết với tôi. Em nói gì vậy, anh mà thèm có ý gì với cô ta? Thôi, ngồi xuống đây, anh bóp vai cho, đừng cáu nữa, nhá. Tôi ra ngoài gọi điện cho Kiều đe dọa. Tôi không ngờ cô lại là cái loại người mặt hạng đến như vậy. Nếu lần sau cô mà đậu đến một sợi tóc của Linh thì tôi sẽ giết cô. Kiều hét lên. Chính tôi mới phải là người nói câu đó đấy. Các người là một lũ khốn khiếp, làm ơn buông tha cho tôi đi. Bà Khánh gọi Tuấn vào phòng. Có chuyện gì mà vừa nãy con cỏ cái nó chửi kinh thế? Thế bảo bị con Kiều đánh, không biết phải không nữa. Thế à, con Kiều dám đánh nó cơ, chắc nó bịa ra đấy. Tuấn gật đầu. Con nghĩ là vậy, con biết tính Kiều mà. Thôi, con lên phòng đây. Bà Khánh lôi tay Tuấn lại. Con cho mẹ ít tiền tiêu đi. Con mới đưa mẹ hôm nọ mà, mẹ tiêu hết rồi sao? Thì mẹ có việc cần tiêu đến tiền mà con cho mẹ đi. Giờ trong phí con có 1 triệu để đổ xăng dần thôi, vợ con quản lý hết tiền nong mà. Thì con mở két lấy cho mẹ. Tuấn gãi đầu, nói thật con cũng không biết mật khẩu két. Bà Khánh tròn mắt, cái gì, con không biết mật khẩu, thế con có phải là chồng con Linh không hả? Ngọc Hồi an táo bĩu giải môi. Còn cọp cái kia quản lý hết rồi, anh Tuấn chẳng có quyền gì cả. Nếu anh lẩy sóng là nó tống cổ anh ra đường, thêm cả mẹ con mình cũng bị tống đi luôn. Bà Khánh buồn rầu thất vọng. Sao bây giờ con lại nhu nhược thế hả? Ngày trước con đâu có vậy. Lúc trước ở với con Kiều, con làm chủ gia đình cơ mà. Sao bây giờ con lại thành ra thế này? Ngọc cũng than thở. Sắp tới em đi du lịch, ai liệu liệu mà cho em 20 triệu đấy, không là nhục mặt với các bạn lắm. Tuấn gãi đầu.
để anh xem đã. Linh đứng ở ngoài cửa, từ lúc nào cô ta bước vào tay chống nạnh. Anh muốn xem cái gì hả? Bao lâu nay anh vẫn giấu tôi, anh cho mẹ anh và em gái anh bao nhiêu tiền rồi hả? Ba mẹ con Tuấn hốt hoảng nhìn nhau, Ngọc cố gắng giải thích. Không có chị ơi, anh Tuấn không giấu chị gì cả, chị hiểu nhầm rồi chị ơi. Linh trợn mắt quát. Tao là Linh, chứ không phải là con Kiều ngu si đần độn mà để chúng mày qua mặt đâu nhé. Muốn có tiền tiêu thì tự làm kiếm tiền mà tiêu, không ai nuôi báo cô mãi được. Linh trợn mắt quát uông lên, ba mẹ con Tuấn cúi mặt không nói gì. Sở Tuấn mới thông cái câu, cháu chui khẩm trạn nói như thế nào. Thôi đi, em đừng quá đáng quá, em là con dâu mà ăn nói với mẹ chồng như thế à? Linh cười ha ha. Thế bà ta có coi tôi là con dâu không hả? Bà ta chỉ tham tiền thôi, vì tiền bà ta có thể làm tất cả mà, không đúng sao? Bà Khánh rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên bà ta khóc vì bị con dâu chửi như chửi con. Bà ấp úng. Con đừng nói vậy mà, mẹ không phải như con nghĩ đâu. Linh cười nhếch mép. Đừng tưởng tôi không biết lòng dạ bà như thế nào nhé. Ngày trước bà đối xử tệ với con Kiều như thế nào thì bà tự hiểu. Nhưng tôi không ngu như nó đâu. Tuấn thấy vợ chửi mẹ xa xả thì tức giận quá lên. Cô có im đi không hả? Cô không thấy mẹ tôi đang khóc sao? Linh gần cổ lên. Sao nào, anh muốn làm gì tôi thì làm đi nào. Tuấn bất lực cho cô vợ quái thai của mình. Ngọc ngồi im từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Chị à, chị nuôi em ăn học, sau này ra trường đi làm, em sẽ trả chị. Chị đủ nặng lời với mẹ và anh Tuấn nữa. Linh càng cười to, thái độ của cô ta càng thêm khó chịu. Cô ư, làm đĩ không đủ tiền phân xác, cô trả được tiền cho tôi sao? Đã không có tiền còn du với trả lịch. Con nhà lính tính nhà quan, chỉ có vứt đi thôi, chứ được tích sự gì. Ngọc chưa bao giờ bị sỉ nhục thậm tệ như thế. Cô lao vào định đánh Linh, cô giơ tay lên rồi nhưng lại rụt tay lại. Chị thật khốn nạn. Linh sủa máu lên, xông vào túm tóc và tát Ngọc bôm bốp liên tiếp gần chủ cái, khiến mặt Ngọc bỏng rát hai tay. Này thì khốn nạn này. Tuấn và bà Khánh lao vào can, đang cơn điên. Linh đảo cho bà Khánh một phát vào bụng, còn Tuấn thì bị ăn hai cái tát. Ngọc khóc và bỏ chạy ra ngoài, bà Khánh chạy đuổi theo con gái. Linh nhìn Tuấn thay thức. Anh có muốn đi theo mẹ anh và em anh không? Đi đi, rồi con này dọn quần áo rồi đưa tiễn luôn. Tuấn đang đi, rồi nghe Linh nói vậy, anh chùn chân lại, nửa muốn chạy theo mẹ, nửa muốn ở lại. Linh thấy Tuấn có vẻ muốn đi theo mẹ, liền hạ giọng xuống. Hãy suy nghĩ cho kỹ nhé, nếu bước đi rồi thì không còn đường quay lại đâu. Sao, ở lại hay đi? Tuấn quay lại. Còn mẹ thì sao? Mẹ đi rồi lại về thôi, chứ mẹ có thể đi đâu được. Tin tôi đi, từ giờ tới tối là mẹ lại về thôi. Tuấn nghe lời Linh ở lại, không chạy đi tìm mẹ nữa. Bà Khánh vẫn học đi lang thang ngoài đường, vừa đi ngoái cổ lại nhìn xem Tuấn có đi tìm không, nhưng không thấy Tuấn đâu cả. Bà Khánh thất vọng. Thằng con mất dạy, nó không thèm đi tìm mẹ nó nữa. Ngọc sửa tay lên, mặt vẫn còn rát. Mẹ ơi, con đau quá, chị ta không phải con người, chị ta là súc vật. Bà Khánh an ủi con gái. Mẹ thương con lắm, để mẹ mua thuốc bôi cho nhé, mặt con sưng đỏ lên rồi này. Ngọc ôm lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc giữa đường. Hai mẹ con tạt vào hiệu thuốc mua thuốc bôi. Mẹ ơi, nhìn kia. Gì thế con? Spa của chị Kiều kia kìa. Bà Khánh quay lại nhìn, đúng là spa của Kiều. Vậy là mình đi bộ khá xa rồi. Hai mẹ con tới cửa thò thò ngó vào. Kiều đang bận làm cho khách, nhân viên thấy vậy quay ra hỏi. Ai đấy ạ? Nhân viên đi ra thì bà Khánh phỏng học liền ngạc nhiên hỏi. Bác và chị đến tìm chị Kiều ạ. Bà Khánh đẩy học. Đã tới đây rồi thì vào đi con. Nhân viên vào gọi Kiều. Chị ơi, có người muốn gặp kìa. Ai vậy em? Mẹ chồng và em chồng cũ của chị tới tìm kìa. Kiều thở dài. Lại chuyện gì nữa đây? Kiều bước ra. Mẹ tìm con à? Bà Khánh chữa ngại. À, mẹ có việc đi qua đây nên tạt vào chơi. Dạo này con khỏe không? À, sao vậy? Con khỏe hả? Mặt cô Ngọc bị sao vậy? Ngọc cúi mặt xuống không nói gì. Bà Khánh lảng sang chuyện khác ngay.
Thế cô Bin dạo này ngoan không? Giờ ai trông nó? Con thuê dì Hoa giúp việc, cháu rất ngoan thưa mẹ. Bà Khánh gật gật. Vậy thì tốt rồi, thôi mẹ về đây. Vâng. Bà Khánh vẳng hỏng đứng dậy đi ra cửa, ngảo than vãn. Lại đi bộ hả mẹ, con đói lắm, không đi nổi nữa đâu. Nhưng mẹ không còn tiền, con mới chủ thì mua thuốc cho con hết rồi mà. Kiểu thế vậy tính thương người trong cô lại trỗi lên. Mẹ bảo cô có muốn ăn phở không? Ngọc gật đầu lia lịa. Có, ăn phở đã rồi về mẹ ạ. Hai mẹ con họ quên hết những gì mình đã làm ngày trước kia với Kiều. Họ ngồi ăn phở ngon lành. Ăn xong, Kiều lấy 200 nghìn ra đưa Bảo Khánh. Mẹ cầm tiền mà đi taxi về. Kiều đi về rồi, Bảo Khánh mới rời nước mắt tiếc nuối. Kiều nó là người tốt, vậy mà mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Thôi mẹ ơi, đã đâm lao rồi là phải theo lao. Giờ mẹ có tiếc nuối cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu. Giờ phải nghĩ xem vác mặt về sẽ ăn nói với con cỏ cái kia thế nào kìa. Trận đòn của cô ta hôm nay con sẽ sống để bụng chết mang theo, rồi sẽ có ngày con trả thù. Bà Khánh động viên con gái. Vậy thì cô kiếm một người nào thời giàu mà lấy con hả? Phải có thật nhiều tiền thì mới trả thù được. Bà Khánh vẳng học ra ngoài đường với taxi thì có một người đàn ông lái xe tới mở cửa ra hỏi. Chào bác, chào cô, hai người có cần giúp gì không ạ? Bà Khánh thấy anh chàng đó vừa đẹp trai lại đi cái xe ô tô to đẹp, liền đẩy đẩy Ngọc. Có, nếu cháu không phiền thì cho mẹ con bác qua Giang một đoạn nhé. Anh ta vui vẻ nhận lời, liền xuống mở cửa xe. Dạ, mời bác và cô lên xe ạ. Vừa đi, họ vừa làm quen với nhau. Qua lời anh ta giới thiệu, anh ta tên là Đạt, mới ở nước ngoài về. Nhìn vẻ ngoài ưa nhìn và cũng thuộc con nhà khá giả. Bà Khánh bắt đầu mơ tưởng đến cái ngày Ngọc lấy chồng giàu có, nhiều tiền, bà sẽ được phách mặt với đời và không còn phải ngửa tay xin tiền con trai và con dâu nữa. Cháu mới về đây à? Thế cháu đang làm gì? Dạ, cháu là bên công ty truyền thông ạ. Thế cháu có người yêu chưa? Cháu mới về, công việc còn lu bu lắm nên cháu chưa có bạn gái ạ. Ngọc thấy Đạt khá ưng mắt, cô cười bé lẽn. Mặt em làm sao thế? Có cần đi viện không em? Dạ, em bị ngã, em bôi thuốc rồi ạ. Đạt xót xa. Trời ơi, mà sinh thế mà bị ngã, xót quá cơ. Về tới cổng, Đạt xin số của Ngọc, cô vui vẻ cho luôn. Đạt lái xe đi rồi, Bảo Khánh suy xoa. Thỏ bé vừa đẹp trai, vừa tử tế, lại con nhà giàu, còn mà lấy được nó thì chỉ sung sướng cả đời. Ngọc Hải đỏ mặt. Có số điện thoại rồi mẹ ạ, lần này cá sẽ cắn câu, mẹ yên tâm đi. Ừ, mẹ tin con gái mẹ mà, nhưng giờ phải ăn nói với con cọc cái thế nào đây? Mẹ yên tâm, rồi sẽ có ngày cô ta thảm dưới tay con. Bà Khánh bấm chuông, người giúp việc sau mở cửa, nhìn hai mẹ con với ánh mắt khinh miệt. Bà Khánh quát. Cô thái độ gì vậy? Tôi là mẹ của ông chủ của cô đấy. Bà chủ bảo lúc nào bà về thì nhắn với bà là đi luôn đi, đừng về nữa. Bà chủ không chứa đâu. Thế nhá, chào bà. Người giúp việc đóng sổ cửa trước sự ngơ ngác của bà Khánh vẳng học. Bị người giúp việc của Linh đuổi thẳng mặt, bà Khánh vẳng học, mồm u ớ không nói được câu gì. Phải mất một lúc, bà Khánh mới bình tĩnh được, bà lại tiếp tục bấm chuông. Người giúp việc mở cửa quát. Hai người vẫn chưa đi sao? Tôi muốn gặp thằng Tuấn, cô phải bảo Tuấn ra gặp tôi. Cậu Tuấn và cô Linh đi ăn tiệc rồi, hai người mau đi đi. Bà Khánh mà dày. Chúng tôi vào nhà đợi Tuấn, cô mau tránh ra. Sao hai người mà dài thế nhỉ? Người ta đã đuổi rồi mà cứ lỉ ra không đi. Bà Khánh cứ đẩy vào, cô giúp việc yếu thế nên hét ẩm lên, một người giúp việc nữa chạy ra. Bà chủ đã đuổi đi rồi, hai người đừng lì nữa. Tôi phải vào chờ thằng Tuấn con tôi, nếu không tôi sẽ không đi đâu hết. Người giúp việc tức quá, chạy lại lấy vỏ nước ở góc cổng hay để sửa cổng ra, xin phàm hạt vào người bà Khánh vẳng học, khiến họ ướt như chuột lột. Bà Khánh gào ẩm lên rồi nằm lan ra an phạ. Ôi trời đất ơi, mọi người ơi, ra mà xem này. Con dâu bảo người giúp việc đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, giờ còn không cho mẹ chồng phòng học con trai nữa này. Mọi người ra đây mà xem bộ mặt thật của cái nhà này. Tuấn ở trong phòng thấy ngoài cổng ở Mỹ đứng dậy mở cửa ra xem thì Linh ngăn lại. Anh đi đâu thế?
ngoài cổng có gì mà ầm ĩ thế? Hay là mẹ Phạng Học về để anh ra xem? Em vừa ở đó về, không phải mẹ Phạng Học về đâu. Nhà hàng xóm có việc nên mới ầm thế đấy. Nếu mẹ về thì mẹ vào nhà chứ ở cổng ầm ĩ làm gì? Tuấn thấy Linh nói cũng có lý. Ừ, chắc vậy rồi. Linh chốt cửa lại, cô ta lột quần áo. Lúc này nhìn cô ta như một phản thịt nung nính. Lấy Tuấn, Linh tăng 14 cân, nhìn toàn thịt là thịt. Tuấn nhìn cô ta hoảng an đến tận cổ. Nào lại đây với em, đã lâu rồi mình chưa làm gì rồi nhỉ? Mới làm chuyện đó 3 hôm trước mà, em cắn cổ anh vẫn còn tím đây này. Linh nhìn Tuấn ánh mắt sơm đãng. Thì đã 3 hôm còn gì mà lại đây với em. Anh hơi mệt, để hôm khác nhé. Linh tiến lại túm cổ Tuấn và hôn ngâu nghiến. Để em làm anh hết mệt nhé. Vừa nói, cô ta vừa lột đồ Tuấn, vừa đẩy Tuấn xuống giường. Cô ta ngồi lên người Tuấn và bắt đầu liều liều mút mút. Tuấn thấy rất khó chịu, cứ như anh bị Linh hiếp vậy. Đã lâu rồi, Tuấn chưa được cảm xúc thăng hoa. Bảo Khánh Phảng Học bị xỉn nước, giờ lạnh người đứng co ro ngoài cổng, gọi khản cả cổ mà không ai mở cửa cho. Mẹ ơi, con lạnh quá. Mẹ cũng lạnh lắm, giờ biết làm sao hả con? Bảo Khánh chưa có ý định. Hay mình đi chỗ con Kiều, ở tạm vài bữa rồi tính đi. Thế có được không? Chị ấy có cho mẹ con mình ở không? Cứ từ đó rồi tính. Bảo Khánh móc túi lấy 200.000 lúc sáng Kiều cho, rồi mẹ con họ bắt taxi từ chỗ Kiều, rồi mà dày xin ở nhờ. Bảo Khánh khóc lóc. Mẹ xin con giúp mẹ Phảng Học, bây giờ mẹ không biết phải làm sao nữa. Ở đây mẹ lại không quen ai cả. Mẹ xin con. Không được đâu mẹ, Linh mà biết cô ta sẽ không để con yên đâu. Mẹ xin con, giờ mẹ không biết đi đâu về đâu cả. Kiều thấy bà Khánh Phảng Học người lạnh run run vì ướt, cô thấy thương cảm. Con chỉ cho mẹ Phảng Học ở đêm nay thôi nhé, sáng mai dậy là mẹ Phảng Học phải đi về đấy. Bà Khánh Phảng Học gật đầu lia lịa. Kiều lấy quần áo của cô cho mẹ con họ. Mẹ bảo cô tắm đi, để con xuống bếp xem có gì ăn con làm cho. Hai mẹ con bà Khánh tắm xong ra, Kiều đã bê thức ăn để sẵn trên bàn. Mẹ bảo cô ra ăn cho nóng. Ôi, miến trộn và canh gà nóng ngon quá. Ngọc reo lên, ngon quá đi, con ăn đây. Bà Khánh nghẹn ngào. Mình đã sai lầm khi để mất một người con dâu như nó, mình sát thật rồi sao? Ngọc ăn như chết đói, ngẩng lên thấy bà Khánh ngồi mà đần thối ra. Mẹ không ăn à? Ăn đi, không là con ăn hết bây giờ. À no ngủ kỹ đến 7 giờ sáng, dì Hoa giúp việc vào gõ cửa thì bà Khánh Phảng Học mới dậy. Vừa ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm nước cả mũi, Kiều vẫn ăn cần. Mẹ Phảng Học lại ăn sáng đi, ăn xong mẹ Phảng Học đi về được rồi. Bà Khánh thấy lo lắng và bắt đầu nghĩ cách để ở lại nhà Kiều. Sợ mẹ không về nhà đó đâu, con Linh nó ác lắm, nó không coi mẹ sát gì cả. Chỉ là nó đuổi mẹ đi và không cho mẹ về. Giờ mẹ cùng đường rồi, không còn chỗ nào để đi cả. Con cho mẹ ở tạm đây vài hôm đi. Không được, giờ nếu con cho mẹ ở lại thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Mẹ về gặp Tuấn và Linh giải quyết rõ ràng mọi chuyện đi. Thế Kiều quả quyết quá, bà Khánh tính bài. Mẹ choáng đầu quá, mẹ vào nằm một lát đã. Con cứ đi làm đi, lát mẹ đỡ mẹ sẽ đi. Thôi được rồi, vậy mẹ nghỉ đi, chiều đi cũng được. Kiều đi làm, dì Hoa đưa cô Bin đi học và đi chợ luôn. Bà Khánh Phảng Học ở nhà bắt đầu lộng hành. Ngọc mở tủ lạnh, bê đĩa nho và bánh ra ăn. Hai mẹ con nằm phát chân lên, vừa ăn vừa xem tivi. Ở đây vẫn sướng nhất mẹ ạ. À, cơm nước có người hầu tận mồm, giờ nghĩ lại thấy thời gian ở nhà con cọp cái thật kinh khủng. Bà Khánh gật gù. Đúng vậy, giờ phải nghĩ cách gì để được ở lại đây. Chứ giờ vác mặt về xin con Linh, mẹ thấy nhục lắm rồi. Nghĩ cách gì hả mẹ? Thì mẹ đang nghĩ đây. Hai mẹ con ăn no phải phỡn với tính tái máy nên bà Khánh bắt đầu đi đi lại lại tìm kiếm xem có gì lạ không. Mà mở tủ quần áo của Kiều bơi bới rồi lật đệm lên ngó nghiêng. Ngọc ăn bánh phồng hồm. Mẹ đã tìm gì thế? Tìm tiền chứ tìm gì nữa. Bà Khánh mở ngăn kéo tủ ra, thấy một số tiền 500 mới cứng. Bà Khánh hét lên, tiền, tiền. Ngọc chạy lại tròn xoay mắt. Ôi, nhiều tiền thế. Bà Khánh giấu vào người. Im mồm đi con, không chết cả lũ bây giờ.
Thế mình làm gì với số tiền này hả mẹ? Bà Khánh bản tính. Thì mẹ con mình mang đi thuê nhà tạm vài tháng rồi tính tiếp. Lan người giúp Kiểu về thì mẹ con mình sẽ đi. Tối Kiểu về thì hai mẹ con bà Khánh đi rồi. Cô hỏi dì Hoa. Bà Khánh và Ngọc đi lâu chưa gì? Bà và cô Ngọc đi lúc gần trưa cô hả? Tôi đi chợ về, họ vội vã đi luôn. Vâng, không biết họ về nhà giải quyết với nhau xong chưa? Kiều vẫn không để ý đến tiền của cô trong ngăn kéo còn hay mất. Bà Khánh và Ngọc đi tìm thuê nhà, bà sắm ít đồ dùng cũng hết nửa số tiền đã lấy của Kiều. Hai mẹ con chỉ ở nhà chơi, không làm gì cả. Dì Hoa muốn lấy lương sớm để về quê, có việc. Lúc này mới nhớ đến số tiền trong tủ, Kiều vào lấy tiền thì không thấy đâu nữa. Dì ơi, nhà mình bị mất tiền rồi gì? Cô để đâu mà mất, mất nhiều không cô? Còn để trong ngăn kéo này 100 triệu gì hả? Giờ có phải làm sao đây dì ơi? Dì Hoa nhớ lại vẻ mặt đáng nghi của bà Khánh và Ngọc. Chẳng lẽ là bà Khánh lấy? Hôm trước thấy vẻ mặt của bà Khánh lạ lắm, vội vội vàng vàng. Kiều ngồi thẫn thờ tiếc của. Bà ta đúng là khốn hạn, vậy mà mình còn giúp đỡ cứ mang bà ta nữa chứ. Vũ tới chơi, thế Kiều ngồi buồn bã, anh hỏi. Cô sao thế, ốm à? Tôi không sao. Thế có chuyện gì mà buồn bã vậy? Kiều im lặng không nói gì, Vũ xuống bếp hỏi dì Hoa. Sau khi nghe hết mọi chuyện, Vũ lên nhà đã trúng đủ nia, vẻ mặt bực bội khó chịu. Kiều quát Vũ. Anh bị sao vậy hả? Tôi còn đang bực mình đây. Anh muốn gây sự à? Tại sao cô cứ dây dưa với nhà chồng cũ của cô làm gì hả? Mọi chuyện kết thúc gần một năm nay rồi, vậy mà cô vẫn muốn dính líu đến họ, rồi thì tiền mất tật mang. Anh không động viên tôi được một câu, còn qua tôi, anh kiểu gì vậy hả? Từ bây giờ, cô đừng liên quan gì đến nhà họ nữa, cô nghe rõ chưa? Tại sao tôi phải nghe anh nhỉ? Vì tôi thích cô, tôi rất rất thích cô. Vũ đứng dậy ôm lấy Kiều và hôn lên môi cô, Kiều vội vàng đẩy ra. Anh bỏ tôi ra, ai cho phép anh hôn tôi hả? Vũ ghì chặt lấy Kiều và hôn tiếp, Kiều giãy giụa nhưng không được nên để Vũ hôn cô. Nụ hôn thật lâu. Vũ buông tay Kiều ra, cả hai cùng bối rối. Vũ nắm tay Kiều. Anh yêu em, để anh được chăm sóc cho em nhé. Kiều thấy tim mình đập mạnh, nhưng cô nhớ lại lời mẹ Vũ đã nói với cô lúc trước. Cô lùi lại. Không được, mình không thể yêu nhau được đâu. Tại sao vậy em? Kiều nói dối Vũ. Vì đơn giản là em chỉ coi anh là bạn, em không yêu anh. Vũ không tin. Không đúng, anh cảm nhận được là em cũng thích anh mà. Em nói dối anh phải không? Kiều trả lời dứt khoát. Em nói thật, em không hề có cảm xúc gì với anh cả. Anh đừng ảo tưởng nữa. Vũ buồn bã, đây là lần thứ hai anh bị Kiều từ chối, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh sẽ đợi đến ngày em yêu anh. Không có ngày đó đâu. Nhất định sẽ có ngày đó, anh tin là như vậy. Từ ngày thuê nhà, Ngọc bắt đầu nhắn tin cho Đạt. Đạt cũng vui vẻ nhắn tin đáp lại. Bà Khánh và Ngọc đang mời tưởng đến Đạt. Bà Khánh luôn động viên Ngọc tiến tới với Đạt. Con bảo cậu Đạt đến đây ăn cơm đi. Ngọc khát lên. Con không thích. Tại sao vậy? Con không muốn anh ấy biết con sống trong ngôi nhà thuê cũ kỹ này đâu. Xấu hổ lắm. Phải để cậu ấy đến đây thấy mẹ con mình khổ sở thì cậu ấy mới mua nhà mới cho mẹ con mình chứ. Sao con ngốc nghếch thế hả? Ngọc chợt hiểu ra, ôm lấy mẹ. Thế mà con không nghĩ ra, mẹ con đúng là số một. Tôi đẻ ra chị mà. Ngọc lập tức nhắn tin mời Đạt đến ăn cơm và Đạt vui vẻ nhận lời ngay. Bà Khánh bắt đầu đi chợ và dặn Ngọc ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng vào. Không tối Đạt đến lại không dọn kịp. Bà Khánh chuẩn bị cơm nước, còn Ngọc thì dọn dẹp nhà xong, cô đi làm tóc để chuẩn bị đón Đạt. Tuấn đến tìm mẹ. Mẹ lấy tiền của con Kiều phải không? Con ăn nói linh tinh gì vậy? Tiền đâu gì ở đây? Mẹ đừng chối nữa, 100 triệu đấy, không ít hỏi gì đâu. Con Kiều nó đang đi tìm mẹ đấy. Phụ này là đưa ra ánh sáng, là mẹ khổ luôn. Mẹ không lấy, con tin mẹ hay tin con Kiều hả? Con tin mẹ sao được, mẹ ra khỏi nhà không có một đồng, vậy mà giờ có tiền thuê nhà mua đồ, vậy tiền đó ở đâu mà ra? Bà Khánh trở mặt ngay lập tức. Con nghĩ quá sai lầm rồi đấy, tiền thuê nhà và tiền mua đồ là do bạn trai của cái Ngọc cho đấy. Là nó tới đây ăn cơm con hả?
con nghĩ chỉ có con Kiều và con Linh vợ con mới có tiền hay sao? Tuấn nghi ngờ, con Ngọc có bạn trai ư, sao con không biết? Bà Khánh bĩu môi, con chỉ biết đến vợ con thôi, còn mẹ và em, con đâu có quan tâm. Thôi, về đi, không con cọc cái, nó lại rổ lên thì khổ. Mẹ đừng nói vậy mà, con lo cho mẹ lắm, mẹ đi mà không gọi về cho con. Mẹ về nhưng bị người giúp việc đuổi như đuổi con chó đấy, còn con thì đi ăn củ vợ, lúc đó con có nghĩ tới mẹ và em không? Tuấn ngạc nhiên lắm, có chuyện đó nữa sao, con ở nhà chờ mẹ về mà. Chẳng lẽ người giúp việc nói sai sự thật sao? Thôi con về đi, thằng Đạt nó sắp tới rồi. Tuấn không thể đi lâu được nên anh lấy 2 triệu ra đưa mẹ. Hôm nay con không mang theo nhiều tiền, mẹ cầm tạm tiêu đi, hôm khác con mang sang. Bà Khánh không thèm lấy. Thôi mang về đi, mẹ không cần. Thế con về đây mà mẹ không lấy tiền của con Kiều thở chứ? Con không tin thì mẹ cũng chịu thôi, con về đi, không vợ con mong. Bà Khánh đuổi Tuấn về không thương tiếc. Một lát sau, Ngọc và Đạt về. Cháu chào bác ạ. Bà Khánh thấy Đạt thì mừng như bát nửa vàng. Cháu tới rồi à, nào ngồi xuống đây, cháu đói không, mình ăn cơm thôi. Đạt xẻo miệng, cơm ngon quá bác ạ, lâu lắm rồi cháu mới được ăn bữa cơm ông cúng đến vậy. Thế bố mẹ cháu ở đâu? Dạ bố mẹ cháu ở bên nước ngoài, chỉ có mình cháu bên này thôi ạ, nên cháu một mình đều ăn ở quán thôi ạ. Cơm bác nấu ngon quá xá luôn. Ngọc nhìn Đạt âu yếm, vậy thì thoảng qua đây ăn với mẹ con em nhé, mẹ em nấu ngon lắm ạ. Đạt thở thà, được vậy thì còn gì bằng ạ, ưa gì cháu được làm con rể của bác nhỉ. Ngọc đỏ mặt cúi xuống, còn bà Ánh thì ăn dưa bở, bà mười thầm trong bụng, cá đã cắn câu. Ăn uống xong, Đạt mới nhìn xung quanh. Nhà mình trà trội thế ạ, lại xây lâu rồi, cũ hết cả rồi. Cơ hội đến, bà Khánh thở dài buồn bã. Đây là nhà bác thuê cháu hạ, nhà bác ở quê, nhưng bác vẳng học nên ở cùng vợ chồng thằng Tuấn, anh cánh học. Nhưng vợ nó khó tính lắm, nên bác vẳng học phải ra thuê nhà ở. Đạt hào phóng, thế để cháu mua cho em Ngọc và bác một căn nhà nhé, chứ ngôi nhà này cũ rồi, nhiều thứ bất tiện lắm. Bà Khánh vẳng học mừng lắm, nhưng vẫn giả vờ từ chối. Không, ai lại làm thế, ai lại phiền cháu thế chứ? Chuyện nhỏ mà bác, thế bác không đồng ý nhận cháu là con rể của bác ạ? Bà Khánh gật đầu. Bà đồng ý chứ, Ngọc nhà bác lấy được cháu, đúng là phúc đức quá. Đạt ngỏ ý muốn đưa Ngọc đi chơi, xin phép bà Khánh thì bà đồng ý luôn. Đạt trưởng học đi chơi xa. Tuấn về nhà năn nỉ vợ. Em à, mẹ vẳng học, thuê nhà ở, nhà đó cũ và lụt xụp lắm. Hai mình đón mẹ về đây đi, nhà mình rộng mà phòng thì thừa nhiều, mà để mẹ đi thuê nhà, anh không đành lòng. Linh trợn mắt quá Tuấn, có tiền thuê nhà cơ à, hay là lại giấu tôi, mất tiền cho mẹ anh đúng không? Tuấn giải thích, không không, không có chuyện đó đâu, đó là bạn trai của Ngọc cho đấy, em phải tin anh chứ, tiền công ty em quản hết mà anh có biết đầu nào đâu. Tôi mà biết anh lén mang tiền cho mày anh thì đừng có trách. Tuấn bo vai nịnh vợ, mình đón mẹ về đây nhá, vợ đồng ý đi vợ. Linh cả tay chổng ra, mãi tôi mới tống cổ họ đi được, chẳng có lý gì tôi lại đón họ về cả, thôi tôi ngủ đây. Tuấn tức quá quát, tôi hết lòng vì cô, thế mà cô đối xử với tôi như thế sao? Tôi thật ngu ngốc khi tin những lời đường mật của cô lúc trước. Linh cười nhếch mép, sao anh hối hận ư? Vậy thì đường ai nấy đi, anh đến ở cùng mẹ và em gái anh trong ngôi nhà thuê cũ ấy đi. Ngoài kia còn đầy người muốn được ở bên tôi kia kìa. Tuấn bỏ ra ngoài cổng, anh nắm chặt tay lại. Thật sự lúc này Tuấn chỉ muốn đỡ vào Hà Linh, cô ta thật khốn nạn. Tôi nghĩ một lát, Tuấn bình tĩnh lại. Tôi nghĩ giờ mà bỏ đi với 2 bàn tay trắng thì công sức của anh bao lâu nay đổ hết xuống sông xuống biển, anh không cam lòng. Tuấn lại lưng thững đi vào, mở cửa phòng thấy Linh đang nằm ướt nẹo, không mảnh vải che thân. Thấy Tuấn vào, Linh vẫy vẫy. Quay lại rồi sao? Nào, đến đây với em. Nếu làm em vừa ý thì có khi em sẽ nghĩ lại và đón mẹ về cũng nên. Tuấn nhìn thân hình đổ sộ như con lợn xề của Linh, anh ta buồn nôn, không chút cảm xúc nhưng vẫn cố nhai, cố làm vừa ý cô ta, với hy vọng cô ta đón mẹ phẳng học về.
Ngảo đi với Đản đến sáng sau chưa thấy về, Bảo Khánh xót ruột. Đi thông đêm, không biết đường mà về nữa, cái con bé này. Bà lấy điện thoại cho Ngọc thì không nhấc máy, sau đó Ngọc nhắn tin lại. Con đi với mấy bạn cùng học ở Sapa, ba hôm rồi con về. Bảo Khánh chửi lẩm bẩm, đi chơi mà không nói trước gì cả. Con với cái, nuôi ăn cho lớn rồi, chả coi mẹ ra gì cả. Sau bữa tối, Vũ nói với bố mẹ. Từ ngày mai, con sẽ tới công ty phụ bố. Con là linh mới, có gì bố từ từ chỉ bảo nhé. Bố Vũ tròn mắt, bố có nghe nhầm không? Vũ cười, bố không nghe nhầm đâu hả? Con quyết định rồi, mục tiêu của con là phải giỏi ngang tầm với bố mà. Bố Vũ vui lắm, sau mấy năm lêu lổng không ai bảo nổi, thì nay Vũ lại đòi đi làm, mà không cần ai bảo cả. Mẹ Vũ chợt nghĩ, phải chăng là Kiều đã làm Vũ thay đổi, con bé này không phải dạng vừa đâu. Vũ tới tìm Kiều, thấy cô đang ngồi ở sofa, anh tiến lại gần. Từ mai, anh tới công ty làm cùng bố hay rồi, em cho anh hôn một cái lấy động lực đi. Kiều đẩy Vũ ngã xuống đất. Anh đi làm thì liên quan gì tới tôi mà động lực, tránh xa tôi ra. Vũ ngồi dậy, sao em khó khăn thế nhỉ, tiếc anh cái hôn à. Anh mà giải vừa thôi, tôi đã bảo không thích anh rồi mà anh còn đến đây làm gì. Vũ thản nhiên nằm phất chân ở sofa. Em có thích hay không thì em tự biết, anh không nói nhiều nữa, mà anh đói quá, nhà còn gì ăn không? Không có gì hết, anh mau về nhà anh đi. Vũ cứ mà kệ Kiều nói chán thì thôi, anh xuống bếp phụ Dĩ Hoa nấu cơm. Kiều đã động lòng trước tình cảm chân thành của Vũ, nhưng cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình không xứng đáng. Nếu bây giờ cô cứ cố chấp ở bên Vũ thì sớm muộn cũng có ngày cô và anh tan vỡ. Thời gian làm con người ta thay đổi, ngày xưa Tuấn cũng vậy, cũng bất chấp bên cô. Nhưng giờ thì anh ta cũng đã bỏ mẹ con cô, nên cô quyết định không đến với ai nữa. Qua 3 ngày không thấy Ngọc về, bà Khánh gọi thì điện thoại của Ngọc đã tắt máy từ bao giờ. Gọi cho Đạt cũng thuê bao luôn, bà Khánh bắt đầu suốt xỉn xỉn và tới nhà Tuấn. Người giúp việc chạy vào bảo Linh. Thưa cô, bà Khánh đang ở ngoài cửa, có mở cửa cho bà ta vào không ạ? Linh cười nói, cho bà ta vào đi, Tuấn tới công ty rồi, tôi sẽ xử bà ta. Bà Khánh vào hỏi, Linh ơi, cái Ngọc nó có về đây không con? Không có, sao, cô ta bỏ nhà theo giai rồi à? Nó bảo đi Sapa chơi cùng bạn, mà giờ gọi thuê bao, mẹ lo quá. Hà hà, đi Sapa ư, có khi nào cô ta sang Trung Quốc cùng bọn buôn người không nhỉ? Với cái tính tham tiền như các người thì dễ bị lừa bán lắm. Bà Khánh hoảng sợ vô cùng, có khi nào Linh nói lại là sự thật không? Vì bà ta cũng không biết Đạt là người như thế nào, mới gặp có vài lần. Giờ muốn tìm Đạt thì bà cũng không biết tìm ở đâu, ngoài cái tên Đạt mới ở nước ngoài về thì bà không biết thêm gì nữa. Bà Khánh ngồi gục xuống khao lóc, Linh lại cứ thêm dầu vào lửa. Giờ ở mình có nhiều người bị lừa bán sang Trung Quốc lắm, nạn nhân đều là những cô gái nhẹ dạ cả tin, tuổi mới lớn, đáng sợ lắm. Bà Khánh hét lên, không, không phải như vậy đâu, tuyệt đối không phải như vậy. Ngọc ơi, con ở đâu, Ngọc ơi? À, mà mẹ lấy tiền ở đâu mà thuê nhà thế? Có phải Tuấn lại lén lút cho mẹ tiền phải không? Bà Khánh vừa khóc vừa cười. Thằng Tuấn không có cái bản lĩnh lấy tiền của vợ để mang cho mẹ nó đâu, cô cứ yên tâm. Linh mỉa mai, Tuấn không mang tiền cho mẹ thì mẹ lấy tiền ở đâu ra? Hay là mẹ đi ăn cướp? Đúng là tôi đi ăn cướp đấy, cô vừa lòng chưa? Bà Khánh đi lang thang ra đường và thấy chán nản vô cùng. Thằng con trai thì bất lực vô dụng nghe theo vợ, còn đứa con gái hy vọng cuối cùng của bà thì giờ nó lại đang bạt vô âm tín. Bà Khánh đi lang thang ngoài đường như người mất hồn. Bà đau lắm, nếu Ngọc có mệnh hệ gì bà sẽ không sống nổi. Kiều đang trên đường về thì bóng người quen quen đang đi thất thểu trên vỉa hè, cô dừng xe lại. Mẹ, đứng lại. Bà Khánh không nghe thấy gì, vẫn thẫn thờ bước đi. Kiều lôi bà lại. Mẹ, đứng lại. Bà Khánh mới giật mình. Kiều à, con đang tìm bà đây, chúng ta nói chuyện một lát đi. Bà Khánh bất chợt ôm Kiều khóc nức nở, bà khóc đau đớn. Kiều ơi, mẹ sai rồi con ơi, mẹ đang bị ông trời trừng phạt rồi con ơi, mẹ phải làm sao đây hả con?
Kiều ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Khánh càng khóc to hơn. Con Ngọc mất tích rồi, con ơi, mẹ phải làm sao đây? Mẹ nói gì vậy? Ngọc mất tích là sao? Ngọc mất tích, hôm nay là năm hôm rồi. Làm sao có chuyện đó được? Mẹ đã báo cảnh sát chưa? Mẹ vừa báo rồi và họ không hề biết thằng Đạt là ai cả. Mẹ lại không biết thằng Đạt ở đâu nữa. Mẹ phải làm sao hả Kiều ơi? Mẹ phải tìm con Ngọc ở đâu bây giờ? Kiều động viên bà Khánh. Mẹ cứ bình tĩnh, hay là cô ấy đi chơi ở đâu đấy, rồi cô ấy sẽ về mẹ ạ. Bà Khánh khóc sưng cả mắt, khản tiếng nói. Tất cả là do mẹ, mẹ ngu ngốc tin người. Trời ơi, cái thằng khốn nạn, nó mang con gái của mẹ đi đâu rồi, trời ơi. Bà Khánh khóc rồi quỳ gối xuống ôm chân Kiều. Kiều ơi, con tha lỗi cho mẹ nhé, mẹ sai quá rồi, giờ ông trời đã trừng phạt mẹ. Mẹ phải làm sao để con Ngọc trở về với mẹ đây, hay là mẹ chết đi để con Ngọc trở về. Vừa nói, bà Khánh vừa đứng dậy lao ra giữa đường. Kiều không kịp cản, bà Khánh đứng ở giữa đường nhắm mắt lại. Đằng trước có phải cái xe đang chạy tới. Kiều vội vàng chạy ra, lôi bà ta vào. Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ quẩn như thế. Mẹ đi theo con nào, mình đi lên vỉa hè đi mẹ. Không, không, con để mẹ chết đi. Mẹ không muốn sống nữa, con hãy để mẹ chết đi. Phải vất vả lắm, Kiều mới lôi được bà Khánh lên vỉa hè. Kiều gọi điện cho Tuấn để đón bà Khánh về. Cảm ơn em đã giúp mẹ anh. Số tiền mẹ anh lấy của em, anh sẽ thu xếp trả sớm cho em. Kiều thở dài. Anh cứ lo cho mẹ anh đi, còn tìm cái Ngọc nữa, chuyện tiền nong tí sau. Tuấn vừa đưa mẹ về đến nhà, Linh đã tỏ thái độ tức giận. Lại đón con mụ già đó phải làm gì không biết, ngứa mắt. Đưa mẹ về phòng xong, Tuấn về phòng nói chuyện với Linh. Nhà đang có chuyện nên anh đưa mẹ về đây để tiện chăm sóc. Linh trợn mắt quát. Đã bỏ đi ra thuê nhà rồi mà, giờ lại về đây là sao? À, lúc hoạn nạn mới biết đường quay về tìm con này sao? Em đừng nói nữa, mẹ anh đang rất buồn về chuyện cái Ngọc mơ tích. Em để mẹ anh được yên đi. Cái loại người tham ăn lười làm, vô tích sự như con Ngọc thì bị lừa là phải thôi. Giờ thì biết trách ai, nhục nhã chưa? Tuấn tức quá, ta Linh một cái bốp. Cô im đi, đến lúc này rồi mà cô còn mở mồm ra nói vậy được sao? Tôi không ngờ cô lại khốn nạn đến vậy. Linh gào lên, xông vào cào cấu Tuấn. Anh dám tát tôi sao? Anh ăn phải cái gì mà anh to gan vậy? Cút, cút ngay. Anh và mẹ anh cút khỏi nhà tôi ngay. Tuấn ngồi bất động để Linh đánh chán chê. Cô ta mở tủ lấy quần áo của Tuấn né vào mặt Tuấn. Cô ta vẫn còn gào ầm ĩ lên. Cút, cầm quần áo và cút ngay. Tôi không cần cái loại người như anh nữa. Cút. Thấy Linh đang nóng giận nên Tuấn vơ đống quần áo về phòng mẹ, đóng cửa lại. Bà Khánh khóc. Cô ta đuổi mẹ con mình đi phải không? Mẹ sẽ đi, còn con ở lại xin lỗi cô ta đi. Không, con không để mẹ đi đâu. Có đi thì mẹ con mình cũng đi. Tuấn sang nói thẳng với Linh. Nếu cô vẫn nhất quyết không thay đổi, vậy chúng ta đường ai nấy đi. Sau khi thu xếp cho mẹ ổn thỏa, tôi sẽ đến để giải quyết tài sản với cô. Linh tròn xoe mắt. Tài sản nào? Tài sản lúc tôi bán công ty của tôi để gia nhập với ba cô. Linh cười nhạo. Gần 1 tỷ đó hả? Nhưng mẹ anh và em gái anh đã ăn tiêu hết số tiền đó rồi, anh ạ. À. Tuấn không tin nổi, chân anh run run đứng không vững, anh dựa vào cánh cửa. Cô nói dối, mới 1 năm, làm sao mà mẹ tôi tiêu nhiều tiền đến vậy chứ? Linh sở quyền và những hóa đơn thanh toán bảo cô đã chi trả cho bà Khánh vàng học trước đó ra, và cả những lần bà Khánh xin tiền nữa, cậu lại đã quá số tiền mà Tuấn góp vào công ty. Tuấn ngồi trơ ra như đá, thế là trắng tay rồi, thế là hết thở rồi, giờ trong người anh không có 1 xu, anh phải làm sao để lo cho mẹ và tìm em gái nữa. Tuấn vã mồ hôi hột, anh không biết phải làm sao. Tuấn cắn răng xin lỗi Linh, nhưng cô ta nhất quyết không đồng ý, vì cô ta mới quen một bạn sinh viên đẹp trai, cao giáo, nhìn như Mỹ Nam Hàn Quốc, nên cô ta quyết định bỏ Tuấn. Không còn cách nào để Linh thay đổi, nên Tuấn cùng mẹ xách ba lô quần áo ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Vừa đi Tuấn vừa khóc, lần đầu tiên trong đời anh khóc vì ân hận. Không có chỗ nào để đi, mẹ con Tuấn đến tìm Kiều. Em cho anh và mẹ ở nhờ mấy hôm được không? Giờ anh không còn chỗ nào để đi cả.
Mai anh đi tìm việc làm, có tiền anh sẽ dọn đi ngay. Sau phụ bà Khánh lấy tiền, Kiều thấy sợ, cô lắc đầu, Tuấn hiểu Kiều đang nghĩ gì. Anh đã bảo sẽ không có gì ảnh hưởng tới em đâu, giờ nếu em không giúp thì mẹ con anh thật sự không biết phải đi đâu nữa. Bà Khánh lại khóc, Kiều mềm lòng. Thôi được, vào nhà đi rồi nói. Kiều bảo Sỉ Hoa nấu cơm cho bà Khánh và Tuấn ăn, cô lúc nào cũng vậy, tốt bụng và thương người. Vũ biết tin Tuấn tới nhà Kiều ở, Vũ ghen lẩu lộ lên, anh cũng dọn quần áo đến nhà Kiều ở. Anh tới đây làm gì, mau về nhà anh đi. Anh không về, anh ta ở được mà anh lại không ở được à? Kiều giải thích mãi mà Vũ không nghe, chẳng còn cách nào, Kiều cũng đành phải để Vũ ở lại. Vũ cứ canh chừng Tuấn đến lúc Tuấn đi làm thì Vũ mới tới công ty. Tuấn xin làm ở công ty xây dựng, công việc nặng nhọc, vất vả mới kiếm được mấy đồng tiền ít ỏi. Tuấn mới thâm thía, anh mới thấy ân hận vì đã đánh đổi hạnh phúc thật của mình để chạy theo những thứ hư ảo, giờ ân hận đã quá muộn màng. Mỗi tháng trôi qua, vẫn chưa có tin gì của Ngọc. Bà Khánh ngày nào cũng khóc, bà không hay nước mắt mà Ngọc vẫn chưa trở về. Hàng ngày, bà phụ Sỉ Hoa dọn dẹp cơm nước, bà đã thay đổi rất nhiều. Vũ khó chịu phản nói Tuấn, em mau đưa mẹ anh đi nơi khác sống đi, đừng ở đây phiền người yêu tôi nữa. Vũ thấy Tuấn ở nhà Kiều thì khó chịu, suốt ngày gây sự với Tuấn. Mặc dù Tuấn đã nói hết nước, hết cái, nhưng Vũ vẫn một mực đuổi Tuấn đi. Em mau ra ngoài sống đi, đừng ở đây phiền người yêu tôi nữa. Tôi ở đây từ lúc lĩnh lương, rồi tôi dọn ra ngoài, anh đừng lo. Vũ quát, dọn luôn, càng nhanh càng tốt, cần tiền thì tôi cho. Không, tôi không muốn phiền lụy ai nữa, một tuần nữa tôi sẽ dọn đi. Sao anh lì thế nhỉ, tôi bảo dọn luôn mà. Kiều quát Vũ và Tuấn, hai người có ý mồm cho cô Biên ngủ không hả? Vũ nhìn Tuấn với ánh mắt đe dọa. Tất cả là do anh, sao anh không nhận ra điều đó nhỉ? Tuấn buồn bã. Cho tôi ở đây một tuần nữa, rồi tôi sẽ dọn đi, tin tôi đi. Anh cứ dọn đi luôn đi, tôi sẽ cho anh tiền. Kiều bảo Vũ, thôi họ đang khảo chuyện, mình cứ để họ ở đây thêm một tuần nữa, đừng làm khó người ta nữa. Vũ tỏ vẻ khó chịu. Sao em lại nhân từ với họ thế? Em không nhớ những gì mà họ gây ra cho em sao? Kiều cười, thì đấy, giờ họ đã phải trả giá đấy. Nhưng những gì em đã phải chịu đựng cũng kém gì họ đâu. Kiều nhìn Vũ âu yếm, nhưng em có anh, đó là điều tuyệt vời nhất. Vũ ôm lấy Kiều, anh chờ em nói câu này mãi, yêu em. Rồi Vũ quay sang lửa mắt với Tuấn. Anh nghe rõ chưa, chúng tôi đang rất hạnh phúc, hy vọng anh biết thân biết phận của anh. Tuấn khẽ gật đầu, tôi hiểu mà, vì đường cùng rồi tôi mới tới đây thôi, chứ tôi thề là không có ý gì đâu, anh đừng lo. Vũ động viên Tuấn, anh và mẹ anh đừng lo, tôi sẽ tìm em gái anh về, nếu ra nước ngoài thì còn khó, chứ vẫn ở trong nước thì tôi lo được. Bà Khánh đang dọn trong bếp chạy ra, có thật là tìm được con gái tôi không cậu, tôi có nghe nhầm không? Tôi nói thật mà, hai người cứ yên tâm đi, hy vọng từ nay hai người sẽ sống tốt. Những gì đã qua, đó là một bài học đắt giá, hai người đừng quên. Bà Khánh cảm ơn Vũ rối rít, bà khóc như giọt nước mắt ân hận. Mới hơn một tháng mà bà gầy đi mấy cân thịt, rồi nhìn bà gầy và xanh xao. Bố mẹ Vũ không thấy Vũ về nhà, liền đi đến nhà Kiều. Vừa nhìn thấy Kiều, mẹ Vũ đã chửi xối xả. Tôi thất vọng về cô đã hứa với tôi thế nào, vậy mà cô không làm được, vậy mà tôi còn tưởng cô là người biết suy nghĩ. Cháu xin lỗi bác. Cô im ngay, cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đúng không? Kiều khóc, cháu xin lỗi bác. Thôi, cô đừng nưa mắt cá sâu nữa. Cô dụ dỗ con trai tôi để nó tới đây ở với cô. Cô đúng là con hổ ly tinh, giờ còn khóc sao? Mẹ Vũ tiếp tục chửi. Nếu cô không chấm dứt với con trai tôi để nó về nhà thì cô đừng trách tôi. Bà Khánh ở trong bếp thấy mẹ Vũ chửi Kiều nhiều quá nên đi ra nói. Chào bà có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Mẹ Vũ trợn mắt. Bà là ai? Bà muốn nói chuyện gì? Bà Khánh bảo Kiều. Con ra ngoài đi, để mẹ nói chuyện với bà ấy. Bà nói đi, tôi còn bận nhiều việc. Thế bà là ai? Tôi là mẹ chồng cũ của nó. Mẹ Vũ tròn mắt. Ồ, thì ra bà là bà mẹ chồng xấu xa đó hả? Đúng là tôi đây. Còn Kiều nó là người tốt.
tôi cũng từng sống như bà, coi rẻ quá khứ của nó. Và tôi đã đối xử rất tệ với nó, ghét nó như bát nước đổ đi. Cũng chính vì tôi xúi giục nên chồng nó mới bỏ nó. Tất cả là tại tôi. Nhưng đến bây giờ, khi tôi bế tắc nhất, đường cùng nhất, nó lại là người giúp tôi vượt qua nỗi đau này. Mẹ Vũ thở dài. Tôi cũng biết là con Kiều nó tốt bụng. Thằng Vũ nhà tôi suốt ngày lêu lổng chơi bời. Nhưng từ khi gặp con Kiều, nó khác hẳn, chịu khó làm ăn. Nhưng mà sao? Bố thằng Vũ sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Không mua đang hộ đối. Ông ấy nhắm cho nó mấy đám con nhà có hảo thức và có chức có quyền. Còn con Kiều thì... Bà Khánh rơi nước mắt. Tôi nói với bà một câu thật lòng nhé. Bà đồng ý cho cậu Vũ đến với cái Kiều đi. Đừng để sau này phải hối tiếc như tôi. Mẹ Vũ về nhà, bà cứ suy nghĩ về những câu nói của bà Khánh. Bà bàn với chồng. Ông này, dạo này ông thấy thằng Vũ nó có ngoan không? Nó ngoan và chịu khó làm việc. Mẹ Vũ ngập ngừng. Hay là mình đồng ý cho nó lấy con Kiều đi. Tôi thấy chúng nó yêu nhau lắm. Mà thằng Vũ từ ngày quen con Kiều, nó ngoan hẳn, tu trí làm ăn. Bố Vũ lắc đầu. Nhưng mà nếu mọi người biết thân phận con Kiều thì mọi người sẽ bàn tán, rồi danh tiếng của nhà mình nữa. Mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ đâu. Tuy miệng nói vậy, nhưng bố Vũ đã dần chấp nhận Kiều. Một năm sau, Vũ và Kiều kết hôn. Ngọc trở về sau một năm lưu lạc bên Trung Quốc. Tuấn đưa mẹ Phạng Học về quê sống. Vũ hôn lên trán Kiều. Vợ ở nhà ngoan nhé, chồng đi làm đây, yêu vợ, yêu các con. Kiều vẫn ngái ngủ. Dạ, chồng đi làm vui vẻ nhé. Vũ đi xuống lầu, Bin và Ben đang cười khích với nhau. Chào hai thiếu gia của bố, sao dậy sớm thế các con? Em Ben dậy làm con thức giấc. Em Ben dậy mất trật tự không cho anh ngủ hả? Ben nhằm mặt lại. Tối qua bố về muộn, con phạt bố. Sao lại phạt bố? Bố bận công việc mà. Bố bận công việc nhưng không được về muộn quá 10 giờ. Nhưng hôm qua 10 giờ 5 phút bố mới về. Vũ cười thích thú trước vẻ mặt của con trai. Thôi được rồi, bố chịu phạt được chưa? Nào, con phạt đi. Ben và Bin cười đắc ý. Con phạt xong rồi, bố đi làm vui vẻ nhé. Vũ còn ngơ ngác, không hiểu hai cậu con trai đang có ý đồ gì thì hai đứa đã chạy lên gác. Vũ cười rồi đi làm ra tủ giày, anh lấy một đôi để đi vừa xò chân vào giày. Vũ thấy man mát và có mùi lạ. Trời ơi mắm tôm, sao mắm tôm lại ở trong đôi giày của mình thế này? Vũ cầu cứu vợ. Vợ ơi, cứu anh với. Mẹ Vũ trong phòng đi ra. Mới sáng con đã u sùm lên thế. Chẳng hai đứa nhỏ đổ mắm tôm vào giày của con. Mẹ Vũ cười thích thú. Vừa hôm qua bạn bạc bảo hôm nay nó đã làm luôn rồi. Bọn này nhanh nhẹn quá cơ. Cả mẹ cũng nằm trong kế hoạch cả. Trời ạ. Mẹ Vũ nghiêm mặt. Nếu mà con làm gì có lỗi với mẹ của chúng nó thì con chết chắc. Mẹ Vũ thản nhiên đi vào phòng. Giờ cả nhà về phe của Kiều rồi. Một mình anh một phe nên anh đâu dám lẩy sóng. Linh và chồng mới của cô ta đang nằm ôm nhau. Linh có điện thoại. Alo. Dạ em là y tá đây, chị tới ngay đi. Bố Linh bị tai biến nằm một chỗ, tất cả tài sản và công ty Linh thừa kế. Linh thở dài ngao ngán. Tôi biết rồi. Chồng Linh toàn nhăn mặt. Đến đi, không ông ấy lại đi luôn thì không kịp. Sao vẫn chưa chết nhỉ, nằm đó 3 năm nay rồi, chứ biết hỏi gì đâu. Linh nhổ dậy, mặc quần áo vào hôn Toàn. Chồng ở nhà ngoan, vợ đi xem ông ta thế nào, rồi vợ về nhá. Ừ. Linh vừa đi khỏi, Toàn gọi cho cô bồ. Em đang đâu đấy, anh qua đón đi chơi. Cô bồ giận dỗi. Ở nhà mà ôm vợ đi. Thôi đừng giận, anh mang tiền sang cho em nhé. Toàn dậy mở két, lấy 2 cẩu đô mang đi cho bồ. Linh vào thăm bố. Hôm nay bác lạ lắm, miệng như muốn nói gì ấy. Em nghĩ cho bác muốn gặp chị nên em gọi cho chị ạ. Linh quát y tá. Tôi còn bao nhiêu việc phải làm. Nếu không có gì nghiêm trọng thì đừng gọi tôi. Nhưng gần 2 tháng rồi chị không vào thăm bác ấy. Im ngay, cô muốn tôi đuổi việc cô à? Tôi đã nói là tôi bận rồi mà. Linh đuổi cô y tá ra ngoài và đến bên cạnh giường và nói. Con đã làm giấy tờ để cho chồng con đứng tên công ty. Vì con dạo này cần nghỉ dưỡng để chuẩn bị làm hẹ. Con thông báo để bố biết luôn. Bố Linh nằm bất động đó
nhưng vẻ mặt thay đổi, dường như ông nghe được những lời Linh nói, nhưng ông không thể nói và cử động được. Linh nhìn bố thở dài. Bố làm vậy đã 3 năm rồi, bố nhắm mắt xuôi tay được rồi, bố còn chờ đợi gì nữa mà còn chưa đi. Nghe những lời từ chính miệng của con gái mà ông hết lòng thương xót nói ra, cho ông đau lắm, ở khóe mắt có giọt nước mắt chảy ra. Linh nói tiếp, bố sao vậy, con không hiểu tại sao bố lại ghét anh Toàn như thế, nhưng anh ấy là chồng con và con tin anh ấy. Nghe đến thế, bố Linh lên cơn co giật, toàn thân co rúm lại, mắt trợn ngược lên. Linh thấy vậy, cô ta không đi gọi bác sĩ mà cứ đứng nhìn bố đến lúc bố cô ta nằm bất động. Linh lấy ngón tay để chung mũi và sờ tay lại. Bố cô đã tắt thở, lúc này Linh mới ra gọi bác sĩ vào, bác sĩ kiểm tra và buồn bã lắc đầu. Sau tang lễ, Linh giao tất cả công ty cho chồng lên làm tổng giám đốc và bắt đầu kế hoạch thay đổi công ty. Cô thư ký xinh đẹp mang tài liệu vào, Toàn liền ôm lấy cô thư ký. Em nhớ cuộc hẹn với anh tối nay chứ? Em nhớ, nhưng với anh nổi tiếng là hoạn thư, em sợ lắm. Sợ gì, anh chỉ cần lừ mắt một cái là cô ta xanh mắt luôn. Cô thư ký ôm cổ Toàn. Thật không ạ? À? Thật quá chứ, anh vừa chuyển khoản cho em mấy trăm triệu đấy, thích mua gì cứ mua. Cô thư ký hôn Toàn. Em cảm ơn anh. Linh mới gầy phôi thai nên nằm ở nhà không đi đâu cả. Toàn mặc sức tung hoành và tiêu hết của Linh mấy tỷ đồng, công ty hết sạch tiền. Mấy cô bồ thì cứ gọi điện xin tiền, Toàn bắt đầu thấy lo lắng. Bạn Toàn rủ Toàn đi uống rượu. Mày sao vậy? Tao đang đau đầu đây, công ty đang gặp khó khăn quá, không có tiền chi trả mọi thứ. Mày cũng biết tiêu tiền đấy, không sợ con Linh à? Toàn nhây mép. Thôi, mày đừng nhắc tới con lợn sể ấy nữa. Cứ mỗi lần về, thấy nó nằm như một phản thịt ở giường là tao buồn nôn. Bạn ghé vào tai Toàn. Nếu khó khăn quá thì bán công ty đi. Thằng Long bạn tao, nó mới ở Đức về, đang tính lập nghiệp ở đây đấy. Toàn ậm ừ, để tao suy nghĩ thêm đã. Hai cô bồ đi tới ôm lấy Toàn. Sao mấy hôm nay anh không đến thăm bọn em, nhớ quá à? Toàn nhăn mặt. Anh bận việc mà. Thôi, tao đi trước đây, có gì mày alo tao nhé. Toàn đi thâu đêm với hai cô bồ, từ trưa hôm sau mới về. Linh gào lên, anh lại đi với mấy con phỏ đấy chứ gì, lúc chưa có thai thì cứ mong, giờ em có thai rồi thì anh lại đi thâu đêm với gái, giờ anh muốn em phải làm sao đây? Toàn thở dài, đáng chán, đừng nói nhiều. Linh khóc lóc, anh đi với gái về lại còn nói em nữa sao, khốn hạn. Linh xông vào tát Toàn thì bị Toàn túm tóc giật ngược lên. Toàn chửng mắt qua Linh. Mày thi chết à mà dám đánh tao hả? Bố xiên chết bây giờ. Toàn để Linh ngã rú rủi, ôm bụng khóc mà Toàn vẫn bỏ đi, không thèm quay lại nhìn. Linh bị đậu thai phải vào viện gốc. Cô gọi điện cho Toàn nhưng Toàn không bắt máy. Linh nhập viện thì Toàn ở nhà làm thủ tục bán công ty cho Long và cầm tiền đi nơi khác mua nhà sống cùng bồ. Linh ra viện, về nhà không thấy chồng, gọi điện thì thuê bao, cô liền vội vàng tới công ty. Vào công ty, Linh thấy mọi người đang sắp xếp lại mọi thứ, Linh trợn mắt quát. Mấy người đã làm gì vậy? Sao không làm việc mà lại xốc đồ lung tung thế này? Mọi người nhìn Linh ái ngại. Chị Lan đứng dậy trả lời cho tôi. Lan điền máu quát lại. Giờ chị nghĩ chị có quyền quát tôi nữa sao? Chồng chị bán công ty rồi, chị không biết à? Linh trố mắt ra. Chị nói cái gì? Bán công ty là thế nào? Chồng chị bán công ty cho người khác rồi, chị về mà hỏi chồng chị ấy. Linh vẫn không tin. Mấy người nói linh tinh gì đấy, tôi cho nghỉ việc hết bây giờ. Chị thôi đi, đừng có giả mồm nữa, tiền lương của chúng tôi tháng này vẫn chưa thanh toán đấy. Linh choáng quá, cô không thể ngờ được Toàn lại bán công ty của cô. Linh sốc quá, ngất xỉu ngay tại chỗ, mọi người vội vàng đưa cô đi cấp cứu. Linh bị hỏng thai, gọi cho Toàn thì anh ta đã tắt máy và lặn mất tăm. Ngồi ăn cơm, Bin và Ben cứ trêu nhau, không chịu ăn, kiểu quát. Hai đứa có ăn cơm không hả? Mẹ Vũ bênh cháu. Trẻ con mà con, thôi, ra đây bà cho hai đứa ăn nhé. Mẹ cứ chiều chúng nó, để chúng nó hư ra. Ơ hay, việc của con là cứ sinh thêm hai đứa con gái, cho có nếp có thẻ, còn chăm sóc chúng cứ để mẹ lo. Kiểu tròn mắt, sinh thêm hai đứa nữa, mẹ không nói đùa chứ. Mới hai đứa
mà đã ầm cả nhà rồi, sửa thêm hai đứa nữa thì không biết sẽ như thế nào. Mẹ Vũ giận dỗi, tôi không biết, phải sinh thêm cho tôi hai đứa cháu nữa, cậu là tôi giận thời đấy. Vũ đi làm về thế vậy, hưởng ứng nhiệt tình luôn. Đấy, mẹ nói đúng ý con, cứ phải có bốn đứa con trở lên thì mới vui cửa vui nhà được. Kiều lườm chồng, anh lại hùa theo mẹ nữa à? Thì em cứ sinh con, còn mọi thứ đã có mẹ lo, có sao đâu mẹ nhỉ? Mẹ Vũ gật gật, cả Biên và Ben cũng thích có em, chúng cứ vỗ tay ầm ĩ lên, Kiều không cãi được nữa. Tối Vũ ôm Kiều ngủ. Vợ này, thằng Long bạn anh nó về nước rồi, mà em biết không, nó mua lại một công ty lớn lắm, và công ty ấy chính là của Linh và Tuấn ngày trước ấy. Ờ thế à, tưởng ra thế nhà đấy mạnh lắm mà phải bán công ty sao? Anh cũng không rõ, nhưng thằng Long bảo chồng mới của cô ta bà lấy tiền ăn chơi đấy, thằng đấy chơi bời gái gú ác lắm. Kiều nào gọn trong vòng tay Vũ. Thế còn anh, có lén phánh với con nào sau lưng em không? Anh không dám, mới về muộn có 5 phút mà đã bị hai con phả rồi, mẹ thì liều huyết rồi đe dọa. Này có gái, chờ anh bị cả nhà tống cổ ra đường mất. Kiều bĩu môi, tin được không nhỉ? Tin được quá chứ, anh như vợ còn không hết. Vũ và Kiều cứ ôm nhau thủ thỉ như vợ chồng mới cưới, đã gần 4 năm ở bên nhau, nhưng lúc nào Vũ và Kiều cũng quấn quýt bên nhau. Ngoài lúc đi công việc ra, Vũ lúc nào cũng ở bên vợ con và gia đình. Công ty của Vũ thì ngày càng phát triển tốt và vững mạnh, anh dành thời gian đưa gia đình đi du lịch khắp nơi. Tuấn về quê sau 10 năm cố gắng, phấn đấu cũng mở được một văn phòng nhỏ, nhưng cũng không khá giả là mấy vì tiền làm ra chữa bệnh cho Ngọc hết. Ngọc bị lừa bán sang Trung Quốc và phải làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Do bất đồng ngôn ngữ, và Ngọc không làm việc vất vả cho nhà chồng được, nên cô thường xuyên bị nhà chồng đánh đập và nhốt lại trong phòng tối và bắt phải nhịn đói. Do bị đánh đập nhiều lại không được đưa đi viện chữa nên Ngọc bị điên. Thấy cô bị điên nên nửa đêm nhà chồng cô chở cô đi ra tỉnh khác thở ra và bỏ cô lại đó. Ngày ngày Ngọc cứ đi lang thang khắp nơi, đầu tóc thì bù xù, người ngợm bẩn thỉu, rồi cô được đưa đến đồn cảnh sát và được đưa về Việt Nam với gia đình. Hiện tại Ngọc đang được chữa bệnh và bà Khánh ngày đêm túc trực bên con gái. Hy vọng sau những gì đã trải qua, họ sẽ biết trân trọng cuộc sống và những người thân bên cạnh họ. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!